biết. Còn xem bây giờ quy trình ta sử dụng vị ca lạc phô chạc nam về là mình đi có với thằng xâm mát giá mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự ăn xa ý giờ nên chỉ ghi ta qua đi ta quy su ca đà sa nam ma la gan tha quy lê ba na tha ra nam man đà na quy phu sa na tha nam về là mình đi có với thằng xâm mát giá mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sẽ múa hát thôi kèn đường sẽ múa hát nghe đường kèn trang điểm thoa quạt thơm dội phẩn và đeo tràng hoa ôn chai sa ya nam ma ha sa ya nam quê ra mà đi cao với thằng sa ma đi dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nếu quá cao và xinh đẹp. Ba na ti ba ta we ra ma ni sik kha ba đằng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rajamachappa madatthana we kha ba đằng samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikala pho cha na we ramani sikha ba đằng samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Naccha gita vadita visu kadasana mala gantha vile bana tharana mandana vipo sanathana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, rồi phấn và đeo tràng hoa. Uccha sajana maha sajana we ramani sikha dang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang at thằng ga sa mang na ga tăng bút tháp bành nha tăng úp bồ sa thằng y mạnh cha rát tình y mạnh cha đi qua sang sam ma đề qua phi rắc khi tùng sa ma đi ya mi. Con xin thọ trì bát quan trai giới, chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ nếp bàn trong đời hiện nay. I mani at thasika bhata ni ubo sa thasi la vasina i man charat ting i man chadi vasang sa thukang kat doam ambamade na samarak khitap bang. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi phải ra nguyện giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
hành tê. Dạ, chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh yon tị sì lê na phu ca sâm bát đa sì lê na ni phu tinh yon tị ta sư ma sì lăng quy sô thát dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư Tri Đức đã truyền Tam Quy và Bát Quan Trai Giới đến hàng Phật tử chúng con trong ngày hôm nay ạ. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi Tam Bảo. Uttamangena vande hang bada bang sung varuttamang butthe yokalito doso buttho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vande hang tham manh cha du vit hang wa rang tham me yo khali to do so tham mo khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vande hang sang khanh cha du vit ho ta mang sang khe yo khali to do so sang kho khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Tri Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu cho ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic ạ. Phật tu tế tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. So tha la tho su tổ bồ no ho bồ tát sa sa ne ro go su tổ hồi sa sa bê nhà ti phi sa tha la tha Sukhita Vrona Bhuntasa Te Aroga Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyati Pi Te Atharata Sukhita Vrona Bhuntasa Sane Aroga Sukhita Ho Thasa Sabbe Hi Nyati Pi. Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thời. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Tri Đức đã chúc phúc đến đạo tràng ạ. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Tiếp theo con xin được hồi hướng đến chư thiên. Akasattha cha phom ma tha deva naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rakha sanang. Akasattha cha phom tha deva naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhang tu no garu.
Akasatha cha phummatha deva naga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu nyatayo. Akasatha cha phummatha deva naga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu banino. Akasatha cha phummatha deva naga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu no sadang. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự, rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu. Tu hành ấn vô sanh. Yang kinh chi kusala kam mang kiri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su gang tang ye sat ta sanh ni no a thi ye cha sat ta a sanh ni no ka tang bun nya pha lang mai hang sap be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang su quy đi tang din năng bồn nha pha lăng ma già ye cha tát thân cha năn ti đề qua gành tòa ni quê đa dùng sắp bê lô cầm hi ye sát ta chi quan ha hệ tu ca ma nôn nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung được ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Ý đằng nồ nhà tỳ nằng hồ tu xúc khi tà hồn tu nhà ta dồ, nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Đằng quá tình à sa quá kha già quá hằng hồn túc, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhàng niết bà na sa bách cha dồ hồn túc, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả niết bàn. Do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy tam bảo trọn đời này và mãi mãi, cho đến khi chứng được đạo quả giải thoát. Với phút mà chúng sạch ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy bát quan trai giới, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con phần phước này đến quý sư, đến quý cô tu nữ, và xin chia phần phước này đến quý Phật tử trong râm Phật giáo Nam truyền. Mong phần phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Với những phước nào có được trong việc tụng kinh tam bảo, thọ trì tam quy, bát quan trai giới ngày hôm nay, nhất là trong tất cả các thời gian học và hành pháp, con xin kính chia sẻ đến với người dân Việt Nam, nhất là đến với những người đang chịu hậu quả của COVID. Xin cho những vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này để trở về với cuộc sống bình thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng kiểm soát được đại dịch COVID này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy, bát quan trai giới và hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng. Kính đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy, bát quan trai giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não, mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ.
Bây giờ là 4:30 ạ, phần nghi thức của buổi học cũng đã hoàn tất. Giờ này em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị thỉnh pháp sư. Dạ, con kính lễ sư Liễu Tông. Dạ, em xin giao mic lại cho chị. Dạ, sà thú, cảm kính cảm ơn Sích Kim Nhung. Dạ, cảm ơn Kim Nhung và Thiền Hữu cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, mến chào Thanh Thủy và chào đạo tràng. Dạ, hôm nay là ngày Chủ nhật ở Việt Nam mà thứ bảy ở nước ngoài. Một tuần lễ chúng ta được có một ngày hôm nay để được Ngài Liễu Tông giảng dạy những thắc trong đạo tràng. Nhật Bình kính mong tất cả đạo tràng với anh chị em đạo hữu hãy chuẩn bị câu hỏi. Một là đưa bàn tay, hai là chết chát lên thì Nhật Bình sẽ đọc. Và cái thứ ba nữa, nếu vị nào trong đạo tràng có thể làm thị giả cho Ngài thì cho Nhật Bình biết một tín hiệu để Nhật Bình mời quý vị làm thị giả cho Ngài ạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Liễu Tông giảng giải bài học này, giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Gia Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Gia Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Gia Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Sa Ram Ma Cha Lô Ca Thi Bát Tì Sa Ham Bát Tì Ca Tan Cha Lị An Thi Hòa Răng A Gia Cha Tha San Ti Tha Sát Tập Bà Ra Chập Ca Cha Thi Ca Đệ Sê Tu Tham Măng A Nu Căm Bi Măng Ba Chăng Sát Tham Ma Phê Đi Bi Na Dân Cha Ca Dân Sốt Tanh Cha Băng Thăng A Phi Tham Ma Chậm Măng A cơ ta dân tơ ta tư sát ta đăng đăng bập bộ ta nảy dê bà rì xa nhắm mắt chê. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ đó đa nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ chấp vẹn tròn. Một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam dời thừa ân hộ cặp ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh người khắp chúng ni tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá.
Nam mô Tát sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát sa Nam mô Tát sa Pha Gá Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát sa Nam mô Tát sa Pha Gá Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát sa Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Ngài Giả Kinh Thưa Chư Thầy Chư Nam của Sinh Nữ Trong Đạo Tràng Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rồi. Dạ, sa thú đành thai, chúng con nghe âm thanh Ngài rất là rõ. Con thấy trong đạo tràng cũng cho biết được là âm thanh Ngài rõ. Dạ, mến chào Nguyên Trang, mến chào Nguyên Như, mến chào Vinh Giang Nhật Hà. Dạ, kính chào với anh chị em đạo hữu thầy giáo đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời bàn tay quý vị. Vị nào có thể tiên phong đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để cho câu hỏi đầu tiên. Dạ, dạ kính mời đạo tràng ạ. Mời bàn tay quý vị, hôm nay rất là xa thú. Có đông những vị có thể cầm mic được. Nên xin nha, kính mời bằng tay ạ. Dạ, mời Nguyên Trang, xa thú. Nguyên Trang ngay cầm mic được nghe. Nguyên Trang hỏi xong, Nguyên Trang làm thị giả cho ngài nha Nguyên Trang. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính bạch ngài, con có một cái thắc mắc đó ngài, là khi con nhớ ngài có giảng ở trong room là khi mình xưng giới, nói về năm giới, là thì khi mình xưng giới không có nghĩa là mình là người có giới, mà khi mà một cái con cũng như con muỗi nó cắn mình đi, thì lúc đó mình có giết cái con muỗi không, thì lúc đó mình mới thực sự là người có giới hay không. Dạ, thì ở đây con có một cái thắc mắc đó ngài, là thí dụ như tại vì câu mà ngài nói là thí dụ mình đọc mỗi ngày giống như là mình con xin vâng giữ lời học, là mình chỉ vâng giữ một cái lời học thôi, là cố gắng tránh xa sự sát sanh, hay là năm giới tiếp tục và bốn giới sau tiếp tục. Thì ở đây nếu mà một cũng như cái ngày đó mình không có sinh giới, cũng như mình không có sinh giới đi ngày, nhưng mà khi mà mình đụng chuyện, thí dụ như là ví dụ như con muỗi đi, hay là những cái con kiến ở trong nhà mình, hay bất cứ cái gì đó, hay là một cái lời nói, một cái gì đó, nhưng mà mình không có phản ứng lại, và mình biết thí dụ cái này mình không nên làm, tại vì nếu mình làm là mình sát sanh, thì nếu mà như vậy thì mình có gọi là người có giới không ngài, hay là mình phải bắt buộc là mình phải xin giới? Và con kính tri ân ngài, kính xin ngài giảng dạy cho con được hiểu rõ hơn ạ. Và con kính cảm ơn ngài, con xin giới mít lại cho ngài. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Ngài Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Xin giới không có nghĩa là giữ giới, mà giữ giới không có nghĩa là người có giới, nên nhớ cái chuyện đó. Bởi vì mình xin giới tức là mình có cái tác ý nhắc nhở mình một số cái điều kiện đó để cho mình hành. Khi mình hành xong xuôi rồi thì cái giới nó mới phát sanh. Ví dụ như mình xin cái giới thứ nhất, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thì điều học là gì? Mình xin là xin cái điều học đó, mình xin giữ cái điều học chứ không phải mình xin giữ giới, là nhớ cái chuyện. Thì điều học là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, có tự ý giết ra sức giết và chúng sanh đó chết. Đó. Thì đó, mình xin, con xin vâng giữ điều học là xin vâng giữ năm cái điều rồi mình hứa nhẹ, mình hứa với cái người mà cho mình cái điều kiện đó. Đó. Thành ra khi đụng cái điều kiện đó đó mà mình không giữ, giữ không đủ, hay là mình không giữ, thì lúc đó thay vì cái sự phát sinh là cái
cái thành quả đó, nhưng mà mình đã là làm hại cái thành quả của mình. Thành ra nhiều lần chúng tôi mới nói là xin giới không có nghĩa là giữ giới, bởi vì mình xin cái điều học đó để mình giữ, mà mình không có chịu hiểu và tìm hiểu để biết rõ những điều học đó là gì thì mình xin cũng như là không có gì hết. Nhưng mà khi mình xin mình hiểu cái điều học đó thì mình ráng mình giữ, nhưng mà giữ giới chưa chắc là có giới, bởi vì mình mới giữ thôi chứ cái điều kiện nó chưa phát sanh. Quý vị nên nhớ đó, mình xin giới, mình giữ giới đó, nó mới đưa tới kết quả. Kết quả là sự có giới đó, nó là thành quả của giữa pháp học với pháp hành. Pháp học là gì? Là bốn cái điều kiện cho cái giới sắc sanh. Pháp hành là giữ để cho nó không phạm trong lúc xảy ra cái chuyện đó, thì lúc đó mới được gọi là cái giới nó phát sanh. Chứ không phải sinh giới là giới phát sanh, không phải sinh giới là có giới, mà không phải sinh giới là giữ giới, là nhớ chuyện đó. Mình có giới đâu mình giữ. Mình xin là xin cái điều học đó, nên nhớ rằng con xin vẫn giữ điều học chứ không phải là con xin vẫn giữ giới. Mình nhớ cái đó, thành ra khi nào mình làm đúng vậy đó thì mới, và cái xin vẫn giữ điều học để mình nhắc nhở mình là khi nào đụng chuyện vậy đó là phải cố gắng nha, có niệm có trí nhớ để làm cho những cái điều đó nó hoàn toàn. Ví dụ mình vừa xin xong mình ra khỏi cái niệm, con mũi đó nó thấy người này bộ dễ thương ạ, biết gì xin giữ giới, bây giờ anh hùng mình cái mình tóc cái bóp rồi làm sao mình có giới, giữ giới cũng chưa giữ được sao có giới đó. Lúc đó mình phải nhớ, mình nhớ cái điều đó mình xin vậy đó, thì khi mình nhớ vậy đó, thay vì đưa tay mình gọt mình mời nó, mình thỉnh nó thôi bài đi, chứ còn nếu không bài đó lão già hư giới mà người cũng chết, cũng chết luôn đó, thì nó bay đi thì lúc mình mới cái điều học nó mới thành đó. Thành ra cái sự sinh cái những cái điều học đó để nhắc nhở mình đang hành cái pháp như vậy để được được cái thành quả là cái sự có giới. Còn nếu mình làm không đúng những cái điều kiện mà chúng tôi nói vừa rồi thì quý vị kể như là không có gì cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bích Thầy. Dạ, con đã nghe lời chỉ dạy của ngài. Ở chỗ này nữa ngài, dạ con đã nghe. Nhưng mà con có một cái thắc mắc là như vậy nè ngài. Thí dụ như những người, ví dụ như tụi con đi, mỗi ngày mình xin giới, nhưng mà có một cái ngày đó mình không xin giới. Nhưng mà thí dụ như cũng như ngài nói là cái con muỗi nó lại nó cắn mình đi, nhưng mà mình biết là mình đã từng học những cái điều học là năm giới này, nhưng mà mình không có giết nó, mình không có sát sanh nó, thì lúc đó mình có gọi là mình là người có giới không ngài? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Ngay đó mình được là gọi là người đang giữ giới, không? Cho tới khi nào nó hung máu mình, nó no rồi nó bay đi đó, mà mình xả thuốc nữa thì mới phải có giới. Chứ còn nếu mà cái đó là mới nửa chừng làm sao mà mình quyết định là mình giữ hay không giữ, phải không? Nó quyết định hay không giữ, mình làm sao mà tới khi mà nó đi rồi đó mà mình quán xét lại cái năm cái điều mà mình xin chân giữ đó nó có hoàn toàn đủ hay không, thì đó là được gọi là cái giới mà về sát sanh nó mới phát sanh cho mình. Bởi vì năm cái điều học nó tròn đủ thì cái phát sanh đó gọi là giới. Còn nếu mà mình đụng đậy gì là như vậy đó thì kể như là không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài. Dạ con đã hiểu lời dạy của ngài rồi ạ. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Những câu hỏi của quý đạo hữu sẽ là bài học chung ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi. Xin cho con có câu hỏi. Dạ, dạ đạo hữu thăm mắt cá mi có thể giơ bàn tay lên. Dạ Nguyên Trang, dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ sau đó con sẽ đọc câu hỏi sau ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Liễu Tông. Dạ con kính đảnh lễ
Sư Trí Đức con kính lễ quý sư quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ con kính chào các anh chị. Dạ con chờ thăm má cam mí lên mà con chưa thấy. Dạ con có một câu hỏi, con có một cái thắc mắc như thế này á thưa sư. Khi mà mình đi làm một việc thiện, ví dụ như mình đi phát gạo từ thiện đi, mà mình gặp một cái tình huống người mà nhận gạo đó, mình thấy họ rõ ràng là họ nghèo, mình phát gạo cho họ nhưng mà rồi họ lại nói cái gạo này họ không thích ăn vì nó khô nó cứng, con họ ăn không được, thì lúc đó mình phải tác ý khéo như thế nào để mình giữ được cái tâm nó quân bình. Chứ thường thì đối với con thấy lúc đó theo tự nhiên đó, nó dâng lên một cái mình nhìn người ta cũng thấy lạ mà người ta nhìn mình cũng thấy lạ nữa, cái tâm mình nó sân hẳn, thì nó không phải là sân nhưng mà rõ ràng là mình cảm thấy là mình rất là không hài lòng vì mình thấy cái gạo đó mọi người vẫn ăn vẫn bình thường vẫn nhận rất là hoan hỉ mà sao cái người này rõ ràng là họ đang cần nhưng mà lại họ lại nói như vậy và tỏ cái thái độ là không bằng lòng với cái gạo mà được phát. Thì dạ cái con kính thỉnh sư giúp con lúc này mình tác ý như thế nào để mình không có bị bất thiện ạ. Dạ con kính dâng nick đến sư ạ. Con kính tri ân sư. Nam mô Bố Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị, mình chẳng có tác ý gì cả, cảm ơn. Công nhân họ nói vậy là cảm ơn, bởi vì nếu mà mình còn tác ý còn đồ thì chưa chắc cái tâm mình nó nhẹ nhàng để cho cái chuyện đó nó sẽ qua khỏi. Bởi vì lý do đó chúng tôi nói nhiều lần trên trong quý vị nên để mình có 12 cái anh bạn là người ác trong não của mình ạ. Chỉ anh thiện mà 8 anh thiện, chỉ có 4 anh là thân mật với mình, là 4 anh lý trí mà thôi. Thành ra mình chỉ cần sơ hở chỗ đó là 12 cái anh đó nó vô nó kiếm chuyện liền, chứ không nói tiếng nào đó. Thành ra khi mình gặp những trường hợp như vậy đó, mình đừng có nghĩa là chắc chắn là nó vô lỗ tai rồi, nhưng mà mình mở miệng mình làm cho nhanh là vậy, là xin cảm ơn rồi mình tiếp tục cái việc của mình làm. Chứ đừng có để là nó trào tới trào lui, nhưng mà chắc chắn thường thường là nó sẽ trào tới trào lui chứ không thể nào tránh khỏi được. Phải nên nhớ một chuyện, mình là phạm nhân. Mà khi mà phạm nhân thì 12 tâm bất thiện và 8 tâm thiện nó luôn luôn nó thay đổi nhau vậy đó. Thành ra mình mới chuẩn bị một số cái điều kiện khi mình đi làm để gặp những cái trục trặc đó. Đừng để cái tâm nó chạy theo cái đối tượng. Mình nhớ chuyện đó. Cái đối tượng đó là cái lời nói của người đó chứ không phải là người đó. Mình nhớ cái đối tượng mà nó vô cái ông não của mình đó, là cái lời nói của người đó. Đó. Còn tại sao nói vậy đó, mình đừng có suy nghĩ gì hết đó. Bởi vì khi mà mình suy nghĩ vậy tức là mình đã kêu bằng đã làm cho cái điều kiện của mình lúc đó nó bị nghĩa là nó bị tác động lên một số chuyện, thành ra một số chuyện nó vẫn làm cho mình phật ý như thường. Thành ra trong những trường hợp đó nên nhanh miệng và làm cho nhanh. À, cảm ơn người đó, chứ không có nói tiếng nào đó. Nam mô Bố Thà Gia. Dạ, Nam mô Bố Thà Gia. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được con không? Dạ, con mới download vô nên con không có biết. Dạ, kính lễ sư, sư Liễu Tâm, dạ, xin phép sư cho con hỏi một câu hỏi. Con có một vài câu hỏi, con xin phép hỏi câu hỏi đầu tiên. Sư, vào cái năm cái giới của người cư sĩ tại gia, cái giới mà không có nói láo, kính sư triển khai thêm cho con về cái giới làm thế nào để trong sạch cái giới đó, để khi ngồi tu tập thì tụi con không có bị trạo hối. Tại vì cái lời nói giống như là lời nói hai lưỡi, phù phiếm, nói dối, nói lời vô ích, nói xấu người khác. Và nếu mà một vị tỳ khu, even nếu một người thường như mình nói xấu về người khác, mình cũng đã có cái tâm hối hận khó chịu rồi, thì nếu một vị tỳ khu nói về một cái sự phạm giới của một người phạm giới khác cho cư sĩ nghe, và có một cái tác ý là muốn cho cùng nhau tu học thêm về cái giới luật của chư tỳ kheo, thì như vậy có phạm luật không thưa sư, hay là có bị ô uế cái giới của mình không? Dạ kính sư dạy dỗ cho tụi con để cho con tu tiến tốt đẹp hơn trong con đường Phật đạo. Dạ kính tri ân sư.
Nam mô Bố Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Để cho cái giới đó đó, hay là mình nói giới khẩu đó, nó được trong sạch, nó có 5 điều kiện. Tức là nghĩa là cái điều 5 cái điều kiện đó mình luôn luôn mình nhớ để mình lấy ăn. Là cái khẩu của mình khi nói ra đó là phải đúng thời, đúng lúc, chân thật, đúng như sự thật, mà không có có xê xích qua lại với ai đó. Tức là nếu mình nói theo cái danh từ mà nữa Hán ngữ Việt của mình đó, là chân thiện mỹ, đúng thời đúng lúc. Còn nếu mà không đúng cái 5 cái điều kiện đó chắc chắn là nó có khuyết điểm đó. Thành ra thường thường đó, chúng ta sống theo ở đời đó, chúng ta có thể nói những cái mà chúng ta phạm, hay là chúng ta làm khuyết cái giới khẩu của mình là chúng ta không hay. Ví dụ mình nói cái lời đó có ích, không có ích cho họ, mà mình nói có ích cho họ để cho họ, ví dụ người bệnh, mình phải nói cái gì đó để cho họ ăn vui được, mình nghĩ là cái đó mình giúp họ. Cái đó đó mình giúp họ theo 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 sau thì đồng ý gì. Nhưng nên nhớ đó là lời không chân thật. Mà nhớ cái đó là lời không chân thật. Mà cái lời không chân thật đó, nó chỉ không chân thật về phần mình thôi. Tức là mình sẽ nhận cái quả xấu mà mình không biết. Chắc chắn là mình không biết. Thành ra cái lời nói đây đừng có phạm vào cái giới khẩu của mình đó, là nhớ 5 chuyện mà chúng tôi vừa kể vậy đó. Thì khi nào luôn luôn giữ vậy đó. Chứ đừng bao giờ mà vì cái lý do này, lý do nọ để nói ra. Mình có thể mình nói đó, không hại tới người ta, nhưng mà nên nhớ mình nghĩ là có hại với mình hay không, nó có đúng thời không. Bởi vì vẫn có những cái mà chân thiện mỹ, nhưng mà nó không đúng thời, không đúng lúc, cũng không nên nói. Đức Phật đã dạy rồi, chư tỳ kheo gặp nhau, nếu không nói những lời đúng theo cái sự chân thật đó thì nên im lặng. Ngài cũng đã dạy ông sư đi rồi. Anh ông sư có nói gì nữa nên nhớ cái chuyện đó. Người đời cũng vậy, làm chuyện gì cũng nên nhớ chuyện đó. Mình đừng thấy là mình nên nói cái này để cho người ta được an vui. Ví dụ như người ta bệnh thì mình nói cho người ta được an vui, là khỏe ra đấy. Mình nên nhớ có lợi cho người ta, ít nhiều mình không biết, nhưng ít nhất có hại cho mình. Cái điều đó không nên nói là gì. Nên nhớ chuyện đó. Nam mô Bố Thầy Gia. Dạ sa đứa sa đứa. Dạ kính thưa sư, con có thêm câu hỏi là khi mà tụi con học luật thì con biết luật của luật về của chư tỳ khu, thì cho những cái người Phật tử chúng con có nên học luật của chư tỳ khu để giúp cho chúng con làm những cái phận sự của người tại gia, nếu mà có như là kapia cho chư tỳ khu, cho những người kapia giúp cho những vị tỳ khu. Nam mô Bố Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Nguyện Phích Khu Ba Thị Mốc hoặc Phích Khu Ni Ba Thị Mốc, hai cái quyển đó là hai cái quyển sách coi bói ông sư với coi bói bà sư, coi tướng coi tướng ông sư, coi tướng bà sư. Thành ra cần sinh nam nữ nên học để hiểu. Hiểu là cái để thứ nhất mình có thể giúp ông sư để duy trì một số cái điều kiện về giới bổn của ông. Cái thứ hai để mình biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì ông sư làm mà đang làm mà muốn mình giúp đỡ, mình biết cái đó không nên thì mình cũng có thể tránh được một số cái điều kiện đó. Thành ra hai cái quyển đó nên đọc, mà đọc đấy, đọc và đọc cho hiểu chứ không phải là đọc không. Mình nhớ chuyện đó, vậy đó là sách coi tướng ông sư với bà sư. Nam mô Bố Thầy Gia. Nam mô Bố Thầy Gia. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tướng nữ, và con kính chào đạo tràng. Dạ không biết là thăm mát Kami có còn thắc mắc không ạ? Dạ có thể giơ tay lên hỏi trực tiếp, hỏi tiếp tục với ngài ạ. Dạ con đã thấy xong rồi hả? Rồi sa thú. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi.
Dạ, trong khi chờ bàn tay thì con xin đọc đọc một câu hỏi mà hồi nãy con thấy cô Nhật Quỳnh có post lên, để con kéo xuống. Dạ, con xin đọc câu hỏi của đạo hữu học giáo pháp. Thưa sư, con muốn hỏi sư là hiện nay con thấy có rất nhiều vị giảng sư trên Internet, ngay cả ở một số room thuộc hệ phái Nam Tông luôn ạ, mà con thấy giảng sai Phật pháp rất nhiều, thì con sẽ phải xử sự ra sao trong các tình huống này ạ? Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con kính xuống mic chào dâng mic lại cho ngài. Kính cảm ơn. Nam mô Phật Thầy gia kính bạch chư tôn và dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mình biết ông sư cũng giảng sai, tức là mình cũng có khả năng á. Nhưng mà cái quan trọng cái là khi mình nghe giảng mình đừng nghe nữa. Khi nào mình vô những cái room thì thấy ông đó tới giờ giảng của ông thì mình không nên nghe nữa. Bởi vì cái vấn đề đó đối với cư sĩ mà đối với ông sư nó có một cái khoảng cách. Trong trường hợp mà cái sự sai lầm đó nó quá lớn đó, thì cái vị đó nên tìm tới cái chùa mà của ông sư đã đó, trình cho cái ngài cả ở đó biết, thế chân nè, để cho chư tăng xử với nhau, cho mình lên này nói tới nói lui, cái đó là chuyện không có nên. Nếu mình biết chắc chắn là cái đó sai thật, mà nó cái sai nó có nguy hiểm, thì nên tìm cái vị sếp của cái vị đó để nói. Chứ còn mình nghe là trực tiếp càng vô thì cái chuyện đó, cái tình huống đó rất là nguy hiểm, mà nhiều khi nó ngược, cho nó không có có được suôn sẻ giống như mình nghĩ. Đó. Thành ra khi gặp những chuyện đó, mình nếu mình biết là sai, thì mình nên một là nín đi chỗ khác chơi, hai là tìm thấy cái chùa cái vị đó nói với trưởng lão trong cái chùa đó để họ giải quyết với nhau trong những cái điều kiện đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu học giáo pháp, sa thú con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn ngài đã giảng dạy ạ. Dạ sau đây con kính mời bàn tay, hồi nãy con thấy nói là có bàn tay pháp nguồn Lào Cai thì phải. Dạ Nguyên Trang kính mời. Dạ con kính mời ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ quý ngài ạ. Con cũng có một số câu hỏi, con đại diện cho nhóm xin hỏi ngài, mong ngài chỉ dạy cho ạ. Dạ. Con xin được đọc câu hỏi thứ nhất ạ. Dạ con hỏi quý sư dùng cô là hôm đó cô bị bệnh COVID thì cô có suy nghĩ sống chết có số, cô nói như vậy có rơi vào mê tín không ạ? Dạ con mong quý ngài chỉ dạy cho cô ạ. Dạ con xin được xuống đây. Dạ Nam Mô Bức Thai giá. Dạ con không biết là ngài Điếu Tông có nghe được âm thanh của tụi kho không ngài? Dạ con kính thỉnh bàn tay của ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam Mô Bức Thai giá kinh bạch trì tông. Dạ kính thưa chú vị, xin lỗi vì nãy bấm lại cho nó rớt nào. Nghĩa là những cái trường hợp như vậy đó thì mình nghĩ là có số mạng này kia, cái đó là không đúng rồi. Nghĩ con người chết chỉ số mạng là nó không đúng. Sự suy nghĩ cho nó đúng là cái chết của chúng sanh nó dựa trên bốn cái chuyện, gọi bốn cái nhân. Thứ nhất chết gì hết nghiệp, thứ hai chết gì hết tuổi thọ, thứ ba chết gì hết nghiệp hết tuổi thọ một lúc cùng một lúc, và thứ tư là nghiệp giữ chan vô. Thành ra bây giờ mình còn trẻ, ví dụ như mình nói trung bình là thời này thì khoảng 75 đi. Thì khi mình lúc 75 tuổi mình chết có trách nhiệm có thể giả tuổi thọ hoặc cả hai. Nhưng mà bây giờ mình mới có mười mấy hai mấy tuổi, mình bị COVID cái gì cắn không biết, hay xe đụng gì không biết.
mà mình đi đoàn tụ thì cái đó được gọi là nghiệp dữ dàng vô. Tức là cái nghiệp nào trong quá khứ mình nó theo kịp mình lúc này, nó thấy mình cơ bộ dễ ghét qua cái nó giật mình luôn. Đó là nghiệp dữ dàng vô. Thành ra chúng sanh chết vì bốn chuyện như vậy, chứ không có phải số mạng gì hết. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân quý ngài rất là nhiều ạ. Dạ, cho con xin phép được hỏi một câu hỏi nữa ạ. Dạ. Kính bạch ngài, chỗ con ở không có chùa Nam Tông, mà con muốn thỉnh quý chư tăng về tư gia để giảng pháp, thì con phải thỉnh và hộ độ như thế nào cho hợp đạo ạ? Dạ, con kính mong thầy ngài chỉ dạy cho chúng con ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch thầy tòa mà dạ kinh thưa quý vị. Vào thời buổi này thì mình dựa vào một số cái technique mới, cái hai tách bây giờ để mình có thể thính pháp một cách ngon lành chứ không mắc gì phải đi chùa ha. Mà phải đi chùa gặp con COVID này nữa ha. COVID này thì lúc cô sanh ra thì cô thấy ai cô cũng thích hơn mình đều, mình lãng quản là phiền với cô đó, thành ra mình lựa một số cái Zoom hay là cái gì ông sầm đó bây giờ đang làm đó, hay là những cái Zoom như vậy, thì tới giờ đó mình vô mình nghe rồi cái nào mình thích nhất thì mình lựa vào, bây giờ hỏi chứ chắc chắn cái giờ của họ để mình tới mình nghe thôi, chứ bây giờ phải đi chùa đi gì cho nó mất công ha. Thành ra nghe pháp bất cứ lúc nào mình có thể mình nghe được, nếu mà họ có điều kiện thì mình cứ theo những cái điều kiện bây giờ đó mình có thể nghe cũng được, mà những cái chỗ nào mà nó họ thuyết hay là họ thuyết phù hợp với cái sự hiểu, muốn hiểu biết của mình đó, thì mình thấu xuống gì đâu, thấu xuống nghe lại gì đâu, thấu xuống nghe lại. Còn cái nào thắc mắc thì bữa nào coi cái giờ của họ đó thì mình vô mình xin hỏi để cho họ giải đáp thắc mắc cho mình, chứ cần gì phải đi chùa, không cần phải đi chùa. Trong room này chúng tôi biết có nhiều gì cũng ở xa đó, ở đâu bên Úc, bên Âu Châu gì đó, họ cũng có thể nghe được, chịu khó thức khuya về sớm là có thể kính pháp được như thường. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin được xuống bếp ạ, để câu hỏi cho vị khác ạ. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, kính lễ sư. Kính cảm ơn sư, hôm nãy con bị kẹt hình cho nên con không có nghe được sư dạy. Kính thưa sư, về cho con xin hỏi một câu hỏi là nếu một vị tỳ khưu nói vạch trần một cái tội tác ác hoặc bất cứ một cái tội phạm nào của một vị tỳ khưu khác, thì vị tỳ khưu đó có phạm một trong những cái luật có trong luật Vinaya không thưa sư? Dạ, xin cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tổ mẹ dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra những cái lỗi đó mình biết, cái vị đó có thể biết cái vị đó phạm, nhưng mà mình có chắc là họ vẫn còn họ chưa sám hối không? Quý vị nên nhớ đó. Những cái tội mà được, cái lỗi mà được phạm rồi đó, Đức Phật cho phép sám hối, thì chư tăng ngày sáng xuống tụng kinh sáng hoặc chiều xuống tụng kinh chiều, họ đều sám hối nhau đó. Ngoại trừ những cái tội lớn đó, nếu mà mình biết họ mà phạm họ mà mình phải biết họ có giấu giếm rồi hay không đó, thì mình có thể giống như chúng tôi nói lại là mình xin mình trình cái đó cho cái vị trưởng, vị sư trưởng ở trong cái chỗ họ ở, thì người ta sẽ dàn xếp với nhau để coi cái tội đó phải làm sao để được trong sạch ha. Chứ không có gì đó, bởi vì thường thường đó là chư tăng, nghĩa là không bao giờ người ta để gì dính những cái đó đâu, bởi vì dính những cái đó rất là phiền phức cho cuộc đời tu học của mình. Thành ra khi mà người ta bị là dầu đang ở cái chỗ không được thì người ta cũng ráng là tìm đến cái chùa nào đó mà không cần thiết, là thí dụ như ông sư Việt Nam không cần thiết vì phải đi tới cái chùa Việt Nam để làm gì đó, bất cứ chùa nguyên thủy nào cũng được,
Nhưng mà chúng tôi ở đây xung quanh có chùa Thái, chùa Miến Điện này, thì rảnh rảnh chúng tôi cứ bò tới là để xin sám hối những cái lỗi lầm của mình. Chuyện đó mấy ông sư ông rất là hoan hỷ, chứ ông cũng nói vậy đó. Thế đó mình làm để cho mình được trong sạch. Chứ còn cái chuyện mà mình nhiều khi mình tu mà mình học không học, mình không biết đó, thì thường thường chư tăng thì nhắc nhở nhau được, nhắc nhở thôi. Nhưng mà trước khi nhắc nhở phải xin phép đàng hoàng để nhắc nhở. Chứ nhiều khi mình lại mình nói giống như là mình chỉ tội người ta là ông phạm giới đó này kia, ông sùm nữa đó, thì chư tăng không ai làm. Bởi vì nếu mà có làm thì cũng không nên, bởi vì nó làm cho người ta hơi bực dọc rồi cái nó xảy ra chuyện cái lộn cái lạo rồi, chứ người ta đâu có nể mình. Còn mình nói đàng hoàng thì chắc chắn là không có gì cả, với cách nói thì được. Thành ra cái chuyện đó là chư tăng ngẫm, chứ không phải họ không biết đâu. Nam mô Bổn Sư Thích. Dạ sa đu sa đu, kính cảm ơn sư. Và thưa sư, không biết trong cái thời của Đức Thế Tôn có cho phép chư tăng có kapiya không thưa sư? Và về cái giới mà không có giữ tiền á, thì thời này nếu mà không cho giữ tiền mà lại để cho kapiya giữ tiền thì nó cũng giống như kapiya thì cũng giống như là một cái bank, một cái ngân hàng của mình không thưa sư? Theo sư thì như thế nào, xin sư chỉ dạy rõ hơn cho tụi con rõ về cái giới này. Dạ, cảm ơn sư. Mô Bích Thà. Dạ, kính bạch Thế Tôn. Dạ, kính thưa cho quý vị. Đức Phật không cấm ông sư có tiền, mà nhớ chuyện đó. Nhưng mà cấm ông sư đụng, và trong lúc đụng có hoan hỷ hay là thỏa mãn là mình có cái đó, thì cái đó mới phạm thôi. Chứ Đức Phật đâu có cấm ông sư có tài sản đâu. Đó. Thành ra từ thời Đức Phật đã có cặp bi giá rồi chứ mới không. Mà chúng tôi cũng nói tại sao sau này đa số là chư tăng tự giữ là tại sao. Đây là những cái chuyện rất là buồn. Nhưng mà chúng tôi nói đây cho quý vị hiểu. Trên đường đi thì mình đưa tiền ông sư cũng chỉ cặp bi giá. Cặp bi giá nhận đã đời cái... Đó. Nó đi theo ông sư mà thấy chân sư quay lại biết nó đi đâu. Cái chuyện về nó khai với ông sư, nó cần mua gì nó mua rồi, để mai mốt rồi khi nào ai có tiền rồi em nó trả lại. Mà làm rất nhiều lần, mà nhiều khi cái chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Làm ra sau này các chùa nếu ông nào có tài tiền, có cặp bị giá riêng đi vô anh em trong nhà thì nhờ, chứ còn nếu không thì cứ giữ cho. Đừng có nhờ cặp giá ở chùa này kia chồng không bao nhiêu chuyện rồi nó mới loại, nó mới xảy ra chuyện bây giờ làm sao cũng tự giữ đó, giống gì đó ha. Chứ còn nếu mà cần sinh nam cần sinh nữ hay là cặp giá của ông sư mà là người giới hạnh trang nghiêm rồi này kia ông chồng thì chắc tới giờ nghĩa là ông sư người ta cũng không muốn giữ tiền là gì ha. Đó. Nhưng mà thường thường ở những cái nước giống như theo Phật giáo truyền thống rồi đó, à, đó. Từ ông sư nghĩa là đa số ông sư bây giờ là ta cũng không giữ tiền. Họ giữ tiền là tại vì nó có cần một số cái công chuyện để họ liên quan tới cái đó, mà họ không có người giữ dùng đồ này kia thùm thôi. Chứ còn những cái chuyện mà thì, ngày xưa chúng tôi ở đó như vậy, ví dụ như bữa ngứa mắt quá không biết làm sao, ông sư kêu ông suối rồi ra đứng trước Phật Ma Si, cái chuyện đứng trước Phật Ma Si đứng vậy đó, họ ra hỏi liền. Họ có cần gì không? Nói con mắt tôi ngứa quá. Rồi đem họ dâng liền cho họ, không nói năng thế nào đó. Với họ có nhà thương tăng đồ này kiêm sùm bệnh hoạn, không có tốn tiền, không bạc gì hết. Họ không cần giữ, nó tu đàng hoàng, không có giữ. Mà giờ rất, cũng còn rất nhiều người không có giữ, chẳng phải không. Còn những trường hợp mà mấy ông sư đa số ở thành phố thì giữ, tại vì cần, phải có cần số tình tài để làm một số chuyện như họ đi học đồ này kia, nấy đường đi rồi ấy. Chứ còn những ông sư nào mà qua khỏi cái học hành rồi cái về mấy cái vùng quê, vùng rừng đồ này kia sống, họ không có giữ làm gì hết. Chuyện bình thường thôi. Nhưng mà tự ông sư giữ tiền là tại do cần chức năng, cần chức năng vô tình nguyện làm cặp bị giá rồi. Chơi kiểu đó sao được, phải không? Mình trước khi nhìn lỗi người ta phải nhìn lỗi mình trước. Mô Bích Thà. Giá. Wow, sa thứ. Dạ, kính cảm ơn sư Liễu Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ con xin nhường mic cho người khác dạ. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Thanh Mê giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ con kính mời ạ. À. Con chưa thấy câu hỏi và con cũng chưa thấy bàn tay. Để coi con có thấy bàn tay. Dạ, chưa thấy bàn tay. Cũng chưa thấy câu hỏi. Không biết là Huynh Giang Nhất Hà có câu hỏi không ạ? À? Con thấy có tu học Phật Pháp. Thấy có Huynh Quang Indy nữa nè. Dạ mời Nguyên Như. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Chiếc Lá Mùa Xuân nè. Bạch ngài, con thấy có sư dạy thiền nhưng mở mắt, như vậy có đúng không ạ? À? Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. À. Dạ con cảm ơn ngài, kính cảm ơn Chiếc Lá Mùa Xuân. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chị quý vị. Cô Nhật Quỳnh tìm người khác đi chứ người này cô bộ nhìn màn ảnh mà không thấy tay cái đóng mà không thấy gì chết rồi. Thành ra cái chuyện mà dạy thiền á chúng tôi không biết cái người đó là ai, thành ra miệng không có trả lời được. Nhưng mà mở mắt nhắm mắt hay ấy là tùy theo cái người hành thiền. Người hành thiền nếu mở mắt mà tâm nó dao động quá thì nhắm, mà nhắm nó buồn ngủ thì liêm diêm. Làm thế nào để cho cái tâm mình nó không bị phá bởi những cái chuyện xung quanh thì lúc đó là hành thiền được, chứ không phải là mở mắt hay là nhắm mắt. Trong lúc trong cái cách dạy thiền Đức Phật cái chỗ nào nói là thiền phải nhắm mắt, thiền phải nhắm mắt không có. Thành nó tùy theo, chứ không có tùy theo cái điều kiện của cái người mà đang quan sát cái gì đó. Thành ra họ có quyền mở mắt, có quyền nhắm mắt hoặc là liêm diêm, chứ không có chỗ nào cấm cả. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thứ. Dạ kính lễ sư, xin cho con có câu hỏi về thiền. Theo truyền thống của ngài Mahasi thì thiền về phòng xẹp và nói về sát na định, và theo trường thiền của ngài Pa Úc thì phải tu về định trước, hơi thở rồi có cận định rồi xong rồi mới chuyển qua vipassana. Thì con cũng đang bị confused, con không biết là hai cái trường phái như vậy. Thì ngày xưa con có tập thiền về bên ngài Mahasi, bây giờ chuyển qua ngài Pa Úc, thì cả hai cái trường phái như vậy thì nếu mà con tu tập đúng thì con có thể nào thành tựu được những cái kết quả y như ý nguyện của mình không? Kính thưa sư, xin sư chỉ dạy thêm về hai cái loại thiền này giúp cho con mở cho trí của con thêm ạ. À. Dạ kính cảm ơn sư. Nam mô Bố Thà Gia Kính Bạch Chư Tàu Mẹ Gia Kính. Thưa cho quý vị, chúng tôi không phải là thiền sư, quý vị đi hỏi thiền và hỏi trật chỗ rồi. Nam mô Bố Thà Gia. Rồi mời hai cô đang đưa tay, mời. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ với ngài, cho con xin được đọc thêm một câu hỏi của cô này nữa ạ. Dạ. À, chồng chị mới bị đột tử mất, chị rất sốc. Em hỏi quý sư giúp chị là tại sao chồng chị lại mất khi vẫn còn đang khỏe, hay do mình chủ quan không khám tổng thể cơ thể, hay do nghiệp gì
Dạ mong quý ngài chỉ dạy cho chị được hiểu biết thêm ạ. Dạ con xin được xuống mic ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kính Bạch Chư Tôn ngài. Dạ kính thưa chư vị, cầu đó đã lời hồi nãy rồi. Còn người ta chết vì hết nghiệp, chết vì hết phước, chết vì cả hết kẻ phước và chết vì nghiệp dữ dàng vào. Còn kẻ thì chết thường thường là nghiệp dữ dàng vào. Còn nghiệp gì đó thì mai mốt gặp gì nào có thả tâm thông hỏi họ chứ. Chúng tôi thì không có khả năng đó. Nam mô Bồ Tát Gia. Dạ, xa thú, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Nhà con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, và con kính đảnh lễ Ân Đức Sư. Và con xin kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Và con xin hỏi sư dạ, nãy sư nói làm một vị sư mà vị đó có thể phạm giới, có những giới có thể sám hối hết, thì con cũng có gặp cái trường hợp có vị sư này cũng quan hỷ với con lắm, thì vị thường đến nhà của con, thì vị giới thiệu, vị này giới thiệu đến các chùa mà có chùa cần, ví dụ như cần cờ, nó làm cần những thứ mà con có thể cúng dường á, thì cái vị này thường giới thiệu con đến các vị trụ trì đó. Rồi có những vị trụ trì chùa, lần đó có vị trụ trì chùa Tứ Phương Tăng, sư có dịp đi qua cái chùa của vị sư này, thì vị sư đó muốn đến viếng thăm nhà của con cho biết con vậy đó, thì nhờ vị sư đó dẫn đường đó cho con, báo cho con hay, thì con nhận lời, con nói là hôm nay con rảnh, con có thể tiếp cung minh quý sư được. Thì vị sư đó dẫn đường cho các vị sư kia đến nhà của con, thì đi không biết đi từ khi nào, thì vị sư đó cũng là nhắc là vị sư tới đây rồi đó. Khi mà các vị kia đến gần đến nhà của con, thì sư cho hay gọi cho hay, nhưng mà vị sư đó nói với con là sư không có đi nha, sư chỉ là chỉ đường, dẫn đường thôi, sư không có đi. Ban đầu thì sư nói là sư dẫn đường đi đến nhà, tận nhà của con. Cái con nói sao nãy sư nói sư cùng các vị đó đến nhà của con. Sư nói vậy thôi, nhưng mà sư giả bộ sư nói vậy thôi chứ sư không có đi. Nhưng mà khi mà gọi camera, lúc mà sư gọi camera, con thấy là sư đứng ở gần nhà của con, tại vì cái phạm vi đó là quen thuộc với con biết mà. Thì khi sư nói xong thì sư Tăng đến tới cửa nhà con, thì con đảnh lễ và con bước vô xong đó, thì con ra con thì con thấy sư đứng ở đằng kia, sư đi lại, sư cười. Thì sư nói chơi. Thì những lúc nào con không có quan hỷ rồi. Nhưng mà dạ thưa sư, dạ cũng nhiều lần như vậy á, có nhiều khi sư nhờ con làm cái việc này việc kia xong rồi cái làm cái sư nói, sư nói vậy thôi chứ tại sư vui sư nói vậy thôi chứ sư thì con vị sư đó nói như vậy, tôi sư không biết có sư đó có phạm giới hay không, vậy cái giới đó là phạm như vậy rồi có phạm sám hối hết không, nhưng mà trong lòng con thì con không có quan hệ, cho nên con đã không có tiếp cận với vị sư đó nữa, mà con cũng không có đến chùa đó làm phước nữa thưa sư. Như vậy thì con có trách sai không thưa sư? Dạ thưa sư, giảng dạy cho con thêm ạ. Dạ con kính ơn sư, con dâng mít lại cho sư. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn ngài. Dạ kính thưa cho quý vị, ông sư mà lên tiếng xin xỏ, lên tiếng để quyên tiền, lên tiếng để nhờ giả cái gì đó, thì cái điều đó trong luật cấm, chứ không quyên làm. Chứ đừng có nói mà hỏi muốn tới nhà cho biết cái chuyện đó, là ông sư không có quyền được nêu lên những cái điều kiện đó. Thành ra gặp những cái vị sư vậy thì nên tránh đi, chứ người tu đàng hoàng thì không bao giờ có những cái chuyện đó. Nghĩa là ông sư mà quyên cái gì cũng không được, hay là lên tiếng để cho người ta biết là mình có nhu cầu gì cũng không có được. Cái sự đi xin của ông sư không có xin bằng miệng,
ông sư đi sinh là bằng thân. Ngay cả quý vị để ý ông sư đi trị bệnh là làm gì? Ông chỉ ôm cái bình bát ông đi. Người nào muốn dâng thì phải ra dấu để cho hiểu, cho ông đứng lại thôi, cho ông không nói là tôi đang đi trị bệnh không được. Hoặc là bà con có đồ ăn gì không à, này kia dùng, cái đó là không không phải là tư cách của nhà sư. Nên trong những trường hợp đó thì nên tránh xa, không nên gần gũi những người như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa đu sa đu. Dạ kính tri ân sư, kính thưa sư, con có một câu hỏi cũng liên quan tới về thiền. Con biết sư không trả lời nhưng xin cho con hỏi thêm một cái câu, là khi mà tu quán mình có thể đắc đạo được hay không thưa sư, là như là đắc khô à, còn nếu hay là chỉ có phải tu thiền chỉ định thì mới có thể được đắc đạo ạ? Dạ tại vì con cũng có thắc mắc như vậy, kính thưa sư mong sư giảng dạy cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư đồng, dạ kính thưa chư quý vị, muốn biết thì tìm gì thiền sư nào đó hỏi sư, nói rồi sư không qua là thiền sư mà cứ hỏi hoài, chỉ ngồi mới múc rồi làm theo rồi cái điên luôn mà mệt nữa ha. Tìm những gì thiền sư hỏi họ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ cảm ơn sư, nhưng mà mỗi một cái trường thiền thì người ta nói một cái cách khác thì chắc con không hỏi được câu này rồi. Dạ cảm ơn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. À dạ con à, tại vì con xài cái điện thoại và cái iPad thì con đổi rồi mà con cũng vẫn không thấy cái bàn tay. Và nếu mà nên con, nếu mà mọi người có thấy bàn tay thì có thể chat cho con nha. Dạ con xin sám hối ạ. Con đổi mà không biết tại sao điện thoại với iPad con lay liền là nó không có hiện lên cái bàn tay nữa ạ. Nó chỉ hiện lên cái chữ A thôi. Và sau đây con kính mời đạo tràng và kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu. Quý vị có thể giơ tay hỏi với ngài. Nhúng nước. Dạ bà con, bà Kiếp có thể chat trên màn hình ạ. À. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia ạ. Hình như Nguyên Như đặt câu hỏi không Nguyên Như? Dạ con không biết quý đạo hữu có câu hỏi không ạ? Dạ con kính mời mọi người. Không biết là huynh tu học Phật Pháp có câu hỏi không ạ? Nguyên Trang kính mời Sister Phật Pháp Lao Cai. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý ngài. Con còn hai câu hỏi nữa bởi vì là các bạn đạo nhờ gửi con hỏi hộ ấy, bởi vì là cho nên mong mọi người hoan hỷ cho con. Hôm nay con hỏi hơi nhiều một chút. Dạ cho con xin được hỏi câu hỏi của cô này ạ. Dạ. Cô vừa làm nhà ở Thái Bình xong nhưng cô chú không ở dưới đấy mà có ý định cho người ta thuê, nhưng mà cô chú về Hà Giang ở, vậy cô có cần thiết lập ban thờ Phật hoặc thờ các vị chư thiên ở đấy không ạ? Dạ mong quý ngài chỉ dạy cho con ạ. Dạ để con nói với cô ạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Hỏi về Phật khó thì lên hỏi, còn hỏi chuyện nhà cửa này kia không xong rồi. Xin hỏi cho khác đi nha, đừng làm mất thời giờ người khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ vâng ạ, con xin kính tri ân sư ạ. Dạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ.
Dạ, quý cô chú có thể chat trên màn hình và con sẽ đặt câu hỏi, hay có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Con thấy rất là im lặng, chưa có câu hỏi. Dạ con kính mời, dạ con xin xuất mắt ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Liễu Tông, Sư Tiểu Đức, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, lúc nãy con nghe sư giảng về cái người mà chết á, thì do là bốn cái trường hợp là hết nghiệp, hết tuổi thọ, hết cả nghiệp và tuổi thọ với lại cái nghiệp dữ xen vô. Mà trường hợp mà nếu mà một cái người trẻ tuổi á, sư, mà chắc là chưa có hết nghiệp và cũng chưa hết tuổi thọ, chưa hết cả hai mà người ta tự kết liễu cuộc đời như vậy đó, có phải là do cái nghiệp dữ xen vô hay không? Và có phạm vào cái tội sát sanh không? Và con cũng có nghe sư giảng qua rồi, nhưng mà con xin sư chỉ lại cho con được hiểu rõ thêm là có bị phạm vào cái tội sát sanh hay không. Và con xin dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch Chư Tổ, dạ kính thưa chư quý vị, nghĩa là dưới cái tuổi mà theo cái điều kiện của nghiệp với điều kiện của tuổi thọ thì chắc chắn cái đó là nghiệp giới chàng vô. Nghiệp giới chàng vô có thể nghiệp bên ngoài, thật sự nghiệp của mình làm từ xưa, nhưng mà khi mà nó theo kịp đó, nó dựa dòng số cái điều kiện của xã hội để làm cho mình chết. Thế điều kiện bên ngoài, còn điều kiện bên trong là mình tự mình làm, thì cái chuyện tự tử thì không có phạm giới sát sanh, không phạm giới sát sanh. Bởi vì trong trong cái điều kiện sát sanh, chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, thì chú giải thích là biết chúng sanh có thức tánh là biết chúng sanh khác chứ không phải biết mình. Thành ra nó không đủ chi, không đủ chi để kết tội sát sanh. Thành ra cái người và cũng trong được của Đức Phật đó, thì ông sư mà tự giết mình tự tử đó, thì chỉ phạm tội tác ác thôi chứ không phạm bất cùng trụ. Bởi vì nếu mà phạm giới sát sanh thì là bất cùng trụ, tại giết người mà không phạm giới là không có phạm. Và cái chuyện mà tự tử thì không có phạm giới sát sanh. Một thầy á, dạ xa thú xa thú, dạ con xin tri ân sư ạ. À, dạ với lại lúc nãy con nghe sư nói thời nay á, là nếu mà mình dùng qua những cái phương tiện, mình không có cần đi chùa, mình vẫn có thể học pháp được, rồi mình vẫn có thể thậm chí cũng có thể ngồi thiền chung với các vị sư qua những cái kỹ thuật online bây giờ đó, thì thay vì mà như vật tử từ con á, mà nếu mà muốn cúng dường đó, thì thay vì cúng tứ vật dụng á, mình có thể mình dùng qua những cái phương tiện kỹ thuật mình chuyển tiền cho những cái vị sư được không, thưa sư? Tại vì tiền thì là không có phải là tất cả, nhưng mà rất quan trọng trong cuộc sống đời cũng như đạo, thì sư có thể giảng cho con điểm này. Và con xin dâng mic tới sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch Chư Tổ, dạ kính thưa chư quý vị. Nhiều quý vị đang nghe chúng tôi nói đây, quý vị đâu có cần tới chùa đâu, phải không? Thành ra mình có cái phương tiện nào để mình có thể thính pháp được thì cái phương tiện đó đều tốt cả. Còn cái chuyện mà gửi tiền cho ông sư thì chúng tôi không có recommend. Đồng ý ông sư không cần, nhưng quý vị thương ông sư nào thì nên bà Varana làm thì giả, nghĩa là mình làm đúng nguyên tắc đàng hoàng. Ví dụ làm với cái thơ thỉnh cầu, con sẽ dâng cúng tứ vật dụng cho ngài trong cái số tiền là bao nhiêu được, khi nào cần thì ngài cho con biết, thì lúc đó mình đi mua mình gửi cho ông để cho ông khỏi phạm giới.
phải làm. Bởi vì ngày xưa, ngay cả bây giờ, đa số bây giờ ở mấy cái nước như Thái Lan thì họ vẫn dùng cái cách đó. Họ tới cái họ dân cho mình cái bao thơ, mình tưởng bao thơ là tiền chứ không phải. Lật ra trong đó có sự thỉnh cầu, tên gì đó, cái số điện thoại đó. Rồi họ thỉnh cầu, xin tư dân tứ dịch dụng bao nhiêu đó. Thì mình có thể mình xách cái đó ra, ra cái chỗ có cái đó đó. Mình có thể mình nói với người ta, rồi người ta sẽ điện thoại cho người đó để người ta nói như vậy đó. Bởi đó là cái cách để giúp cho người cận sinh năng sinh tử mà làm cái chuyện đó đó không phải dính dấp vào chẳng cái trở ngại. Ví dụ như mình dân tứ dịch dụng bằng cái cách đó đó thì ông sư ông có cái điều kiện cần thiết ông mới làm. Chứ còn bây giờ mình gửi tiền trực tiếp cho ông, thấy ông thấy cái cell phone 13 mới ngon hơn cái cell phone đang xài của ông, iPhone 5 này kia ông chồng. Cái đó là đồ sai sư phạm, không phải là cái chuyện của ông sư có nên có và xài. Mình nhớ chuyện đó. Thành ra mình làm gì để khi nào mình người ta sử dụng cái đó, nó có lợi ích cho chính người cá nhân người đó, và cái phước báo nó phát sanh tới cái người đã cung cấp cái điều kiện đó. Mình nhớ chuyện đó. Chứ đừng lấy cái gửi tiền rồi đi mua tào lao tiền đế rồi mà mai mốt mình biết ra cái mình sân si rồi này kia ông chồng, không có lợi gì. Nên thỉnh cầu làm cho nó đúng đó. Thành ra khi mà ông biết cần, ông cần thì ông có gọi cho mình, thì ông cũng chỉ nói cái điều ông cần thôi, chứ làm sao ông nói là anh mua cho tôi cái gì đó, đó mà cái đó là ông sư xài không được mà cũng mua là chết. Thành ra ông làm gì cho nó thông minh chút, nó mua cái tài vậy. Dạ, sa thú, con xin tri ân sư ạ. Dạ, cho con thêm một câu hỏi nữa. Dạ, thưa sư, trong cái thời buổi mà dịch bệnh như hiện nay đó, thì nếu mà mình có một vị sư, một vị thầy, những bậc khả kính, hoặc chẳng hạn như là cha mẹ, hoặc là người thân, bạn bè trong gia đình đó, mà nếu mà bị bệnh, hoặc là có thể có cái nguy cơ tử vong luôn đó, mà mình không có thể có mặt ở bên cạnh, không có thể đến đảnh lễ, đến tri ân, hoặc là gặp lần cuối, thì cái biện pháp mà tốt nhất có thể mà mình làm được á, để cầu an cho cái vị đó là mình nên làm cái gì? Dạ con xin sư giảng dùm cho con điểm này. Dạ con xin dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kinh bạch chư tạo nghề, dạ kinh đề chư quý vị. Đối với người mình quen biết mà họ cũng phải biết mình, thì có hai chuyện. Nếu mình có thể trực tiếp phục vụ họ trong cái lúc cần tử thì cực tốt. Còn nếu không thì mình có thể dùng cái phương tiện khác, tức là mình tạo cái phước báo để hồi hướng phước cho cái vị đó khi cái vị đó đã hết thở. Chứ không cần thiết gì phải tới gặp người này kia ông sùm, bởi vì nó thật sự ra đó, quý vị từng ở Việt Nam quý vị biết, đâu phải người thân nào của mình mà lúc mà tắt thở mình đều được gặp đâu. Nên nhớ hầu như là thanh niên trẻ chúng tôi vào thời đó hầu như là rất nhiều phần trăm chết tới rụng xương rồi thì gia đình mới biết. Chết rồi, mình nhà mình ở Sài Gòn nhưng mà mình chết ở Khe Sanh, Hạ Lào rồi làm sao mà biết được. Nên mình đừng có nghĩ tới cái chuyện mà mình phải tới đó giúp đỡ, tới đó không có nên. Cái cách nào mà mình có thể mình tạo cái điều kiện được thì mình cứ theo cách đó, để cho khỏi phải cái sự suy nghĩ nó không có tốt. Mình cho nó suy nghĩ đáng lẽ là lúc hấp hối mình phải bỏ tiền mua giá phi cơ để tới thăm này kia, giờ chết rồi này kia như chi vậy. Ông đi ông có nghiệp không chứ. Còn mình giúp được thì mình tạo phước, thì được mình giúp cái đông được, mình giúp cái khác cái gì đó. Đó giúp cách là mình làm phước để mình tạo hồi hướng phúc báo cho ổng vậy thôi. Mình nên nhớ có những cái chuyện nào làm được thì nên làm, còn không được thì đừng có ngồi bàn tới bàn lui với người này người nọ rồi họ vẽ ra đủ chuyện hết, nhiều khi làm nó không có kết quả gì cả. Nó mô bức thầy á.
Dạ con kính đảnh lễ chư tăng. Dạ xin sư cho con một câu hỏi. Kính thưa sư, một vị tỳ kheo có thể học thiền dưới sự chỉ dẫn của một vị cư sĩ nữ không thưa sư? Dạ kính tri ân sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, không có cơ hội nào cả. Nên nhớ ông sư khi mà tu trong vòng 5 năm là phải ở với thầy tế độ, không được rời thầy tế độ trong vòng 5 năm, 5 năm đầu đó. Mà trong vòng 5 năm đó phải học hết những cái chuyện mà Đức Phật bắt buộc phải học. Học về giới bổn, học về Phật Pháp và học về thiền này đầy đủ. Thành ra sau 5 năm mới được gọi là người trưởng thành. Mà người trưởng thành là khi mà rời ông thầy tế độ vẫn có quyền hành thiền, hành gì đều được hết. Chỉ có những cái người mà tu mà không chịu làm theo cái lời dạy của Đức Phật như vậy đó, thì mới ra tu dài bằng ngày, cái đi kiếm đường thiền này kiếm xong cái chuyện đó Đức Phật cấm. Nghĩa là chưa hết 5 năm mà bỏ ông thầy tế độ đi đó, nghĩa là phạm giới từng bước chân, chứ không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Mình nhớ chuyện đó. Thành ra những cái người nào mà hỏi câu đó ta không phải người tu thứ thiệt rồi. Người tu thứ thiệt là phải học đầy đủ để trở thành người trưởng thành trong vòng 5 năm rồi mới được rời thầy tế độ, muốn làm gì làm. Một thầy. Dạ sa thứ sa thứ sa thứ. Dạ kính thưa sư, con có hai câu hỏi tiếp là khi một vị tỳ kheo đi dép hoặc mang áo lạnh bên trong thì hay là chỉ có được tam y vậy thôi kính thưa sư, và có những vị sư thì ở bên những cái xứ quá lạnh thì bận những cái áo lạnh ở bên trong như vậy á, thì như thế nào thưa sư? Và câu hỏi thứ hai là trước 12 giờ không có được ăn ngọ, nhưng mà con mới vừa được học là khi mà trời đứng bóng dù cho nó trước 12 giờ mà mình ăn mình cũng bị phạm giới nữa kính thưa sư, và sau khi đó mà mình uống chuối sẽ uống sữa có phạm giới không ạ? Dạ tại vì dạ kính thưa sư, cảm ơn sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, giới luật của ông sư rất là chặt chẽ rồi, có những cái chuyện mình không biết mình làm là nó phạm chứ sao không phải mà phạm chuyện lớn gì nhỏ gì nữa. Ông sư chỉ được quyền ăn từ cái lúc mà mặt trời mọc á, nghĩa là buổi sáng mà quý vị mặt trời mọc cho tới đứng bóng mà thôi. Mặt trời mọc tức là mình nói theo trong kinh điển cũng giải thích là mình xè cái bàn tay để trước mặt mình nhìn thấy chỉ tay này kia xong đó, tức là gọi là mặt trời bắt đầu mọc đó. Thì chỉ cái gì bỏ vào miệng được từ cái lúc đó mình cho tới đứng bóng mà thôi. Chứ không phải là muốn làm thì làm, thì trong cái khoảng thời gian đó muốn ăn muốn làm gì cũng được, nhưng qua đó rồi là nhịn. Đó là giới luật của ông sư, chứ không phải là ông sư muốn làm thì làm, không phải. Ông sư cũng có nhiều giới luật rất là khắt khe, chứ không phải là chuyện ấy. Thành ra quý vị, tại vì mình nói thường thường là mình nói là cấm ông sư ăn sáng giờ, nói cái đó là nó không có đúng. Sao ngọ đó, sao cái đứng bóng cấm nhai, anh nhớ chuyện đó, cấm nhai cái gì, bỏ cái gì vô gì nhai đều trật ra cháu. Chứ đừng có ăn, không có ăn gì đó, cấm nhai. Và trong ấy là trong tạng luật cũng có kể đó, có ông sư từ ông ăn xong cái ông mệt, con về ông nằm nghỉ cái chừng đâu tiếng hồ sao cái ông dậy, ông thấy cồm cộm trong ấy không á, ông lừa ông mới biết cái răng ông ăn cơm xong ông không có rửa, ông không có xỉa răng á, cái ra cái ông nhai đó, vẫn phạm giới như thường, một miếng dính lại vậy cũng thấy là ăn xong là phải làm liền hết tất cả, chứ nó không qua dễ vậy. Chứ không phải là mình muốn nói sao nói lực của Đức Phật, nếu mà chế ra mà nó dễ dàng vậy đâu có được. Cái thứ hai nữa đó, áo lạnh áo đồ thời Đức Phật không có, thời Đức Phật dầu lạnh cái mấy đó thì họ chỉ lấy y tăng để đắp, mà cái y tăng và lê giờ thời Đức Phật đó ngài cho phép tới 4 lớp đó, chứ không phải 2 lớp như giờ. Mà quý vị có cái y nội 1 lớp rồi thì thêm cái tăng lễ 4 lớp nữa, quý vị đắp lên quý vị nằm quý vị thở không nổi nữa, chứ đừng nói là biểu lạnh như vậy. Thành ra nhưng mà bây giờ mình không có những cái điều kiện để mai những cái loại y mà giống như nỉ đó,
dày vậy thì không có, thành ra mặc cũng được. Nhưng mà thường thường á, nếu mà trong trường hợp mà mình phải đi tới cái nơi mà người ta mời á, thì phải cởi ra, mặc cái áo nào vừa phải trong người, cái quấn y lên để cho nó đừng ơi trong có kỳ cục mà thôi, chứ không phải ấy. Thành ra nhiều ông ngày xưa là mấy ông sư mà bắt đầu mới đi ăn đây lần đầu tiên đó, nội bị có ông, nhiều ông bị sưng phổi sưng đồ tại lạnh quá đó. Rồi cái không dám mặc những cái điều Đức Phật cho, hay là không đi chân đất chân không, phải đi trên tuyết bá thở đó cho đỡ đó. Nhưng mà vì lý do hoằng pháp, người ta vẫn bằng lòng cái điều đau khổ đó để người ta hoằng pháp. Chứ vào thời Đức Phật cũng vậy, có những cái gì mà đi lên núi, gần núi Mã Lập Sơn mà cái mùa này quý vị biết cũng bá thở lắm, nhưng mà nghe là chiều tu là phải ráng hy sinh cái thân thể này. Nếu mình coi thân thể này quan trọng quá, mình tu không được, không được. Chứ không có gì đó. Thành ra cái chuyện mà bây giờ thì người ta vẫn cho phép là ông sư mặc áo ấm ở trong, nhưng mà những cái áo nào mà mặc để mình quấn cái y ông sư ở ngoài, họ không thấy mà thôi, mình để họ thấy em. Chứ không có gì đó. Đó những cái mà theo cái điều kiện đó mình là sống, thì đa số bây giờ thì họ biết là họ không có làm nữa, bởi vì lý do là tới cái mùa này thì họ về những cái xứ ấm ấm là ở, chứ không ai mà chỉ có ở lạnh gì chỗ bá thở, không bệnh này bệnh nọ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa đu sa đu sa đu. Dạ kính thưa sư, con có hỏi thêm cái câu là sau cái giờ ngọ thì mấy cái trường thiền cho mình uống juice sư, mà ngày xưa con nghe có mấy vị sư Việt Nam nói mình có thể uống sữa được thưa sư, mà con thấy cái này chắc không có đúng. Dạ tuy là không có nhai nhưng mà uống vô thì cũng làm cho người mình nó no đi sư hả? Và có thêm một cái vị sư nói có dạy ở trên online là mercy killing, là khi mà giống như người cha người mẹ hay gia đình của mình bị một cái bị chứng coma hay bất cứ một cái gì mà nằm trong đó hôn mê bất tỉnh như vậy cho đến bao nhiêu năm trời, thì vị sư ấy nói là maybe có thể cho người ta lên đường luôn cũng được, cũng không có sao hay sao, con cũng không nhớ rõ. Nhưng mà theo sư thì như thế nào? Kính bạch sư. Dạ cảm ơn sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư toàn giả, kính thưa chư quý vị, mình đừng có nghe chuyện đời rồi mình người ta nói sao mình tin muốn gì, thì cái lật lục ra giống chúng tôi nói lại là cái bộ quân sư ra mà coi, chứ có những cái rồi sau này cái đẻ ra bài ra là cái đó là không có được. Nó thật lực của ông sư mà. Ông sư thời gian sau này đó, nhiều khi sợ mất lòng Phật tử, Phật tử đem đó tới dân mà nói lực này lực nọ không cho, cái sợ Phật tử mất đức tin, cái nó không thèm cúng dường nữa, bá thở cái ấy. Thật sự ra đó, không cho uống sữa là tại sao? Nutrition là không được, cho nó dùng người sao ngọ, tất cả cái gì thuộc nutrition. Mà cái nước trái cây đó phải biết cách làm, chứ không phải làm như bây giờ bỏ vô máy sinh tố xài cũng không được, đúng luật là không được đó. Là thí dụ như bây giờ mình muốn chơi nước ổi uống đó, mình mới bầm cái đó ra rồi em đổ nó sôi cho mình quậy cho nó ấy, lọc ra mình đem nước đó cho ông chơi, chứ không có cái vụ bỏ vô máy xài rồi thì kem chùm cái đó không có. Nên là làm sao mà nó thành nước nữa. Chứ không còn cộm cộm giống như cháo là không có được. Có rất nhiều chuyện rất là khó khăn cho đời sống của tu sĩ, chứ không phải quý vị tưởng muốn làm sao làm, không có đâu, không có. Thường thường đó, buổi chiều là họ cho uống nước trái cây, mà những loại nước trái cây Đức Phật cho phép đó, mà họ làm cách đó hết. Mà quý vị muốn thử thì cứ biết ông sư cũng khổ rồi nào, vậy làm thử uống được rồi, biết liền à, chứ đừng có nói vậy đó. Là có những cái chuyện là quý vị muốn cần gì lục ra coi, chứ đừng nghe ai cả. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú đạo hữu tham má Kami đã đặt những câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia câu hỏi ạ.
Dạ, quý cô chú có thể hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ, không biết là Huynh tu học Phật Pháp có câu hỏi không ạ? À? Nguyên Trang kính mời. Dạ, Nguyên Trang kính mời Huynh. Nếu Huynh có bàn tay. Dạ, sau đây con kính mời bàn tay ạ. À. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Sư. Dạ thưa Sư, dạ con xin thỉnh cầu Sư một chuyện ạ. Dạ con có bà bác ở hàng xóm, bác này tu Vinh Bắc Tông, bác tu lâu lắm rồi mà bác rất là siêng năng, siêng năng ăn chay, siêng năng tụng kinh, thuộc kinh nhiều lắm. Thời gian sau này cái bác có đi với con đi mấy cái lễ kết giới Sima rồi lễ đặt bác nữa, thì bác rất là hoan hỷ. Sau một thời gian cái con không biết sao bác qua bác nói với con như vậy, bác nói Kiểm ơi, mày đừng có đi chùa nữa, bác thấy rồi, thấy ông sư tu bác thấy cũng không được hết rồi, bác nhìn thấy không có được rồi. Bác nhớ có bác có nghe nói là trước khi ông Phật viên tịch đó, tức ông Phật niết bàn, ông Phật có dặn dò cái câu này nè, là mình đừng có tin vào ai hết á, tin vào chính mình thôi, nương tựa vào chính mình thôi, tự mình thắp đuốc mà đi. Ông Phật có dặn rồi thôi, mình tự mình lo cho mình đi, đừng có tin ai hết á. Dạ thì bác nghe bác nói vậy, con cũng không dám nói gì, con với cười nói là con nghe sư quý sư dạy là mình làm phước á, mình hướng đến Tam Bảo thôi chứ đừng có hướng đến một ông sư nào hết á, rồi để hướng đến ông sư đó làm chi. Thì con chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà thưa sư, con cái câu này con thấy là bạn bè Phật tử của con ở đây á, nhiều người hiểu suy nghĩ rồi nói lên cái câu này, mà với cái suy nghĩ riêng tư của mình đó thưa sư, cái câu mà hồi nãy bà bác này nói đó, thì con cũng nghe quý sư cũng thường nhắc đến câu này, nhưng mà con xin xin sư giảng dạy thêm cái câu này cho Phật tử hiểu rõ thêm á thưa sư. Tại vì Phật tử nghe cái câu này rồi tự tự mỗi người hiểu theo ý riêng đó thưa sư. Dạ con xin kính nhân mít lại cho sư. Dạ con cầu xin sư giảng dạy thêm để con ghi âm lại cho Phật tử được hiểu rõ hơn đó thưa sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa quý vị, Đức Phật cũng có nói kiểu gì như vậy đó. Mình nhớ Đức Phật nói khi mình nghe một cái điều gì á thì phải y với pháp, phải y với luật, coi nó có phù hợp hay không rồi mới tin. Chứ ngài không có biểu này nọ gì, ngài không có nói vậy. Thành ra cái người mà trong giáo pháp Đức Phật mà muốn tin cái điều gì chắc chắc chắn là người đó phải có kiến thức rất là lớn, chứ không phải là muốn nói gì nó muốn tin gì tin đâu. Nghĩa là phải y giáo pháp, y giáo luật, tức là mới có căn bản về Phật pháp rất là cao, căn bản về luật học của Đức Phật chế định đó cũng rất là cao, nó mới có thể quyết định được cái điều mình nghe có đúng hay không. Nếu mà không phù hợp với luật cũng bỏ qua, không phù hợp với pháp cũng bỏ qua, chứ không phải muốn nghe lúc nào cũng được. Anh nhớ chuyện đó ha. Còn cái chuyện mà mình tới cái nơi mà được gọi là chùa chiền nên học giáo pháp của Đức Phật, đó. gặp những vị sư mà dạy, nếu mình có nghi ngờ mình xin cái địa chỉ của cái điều mà ông nói đó, hỏi cho đó là được Đức Phật dạy trong bài kinh nào,
đồng tạng nào thì về mình tra ra mình ấy, chứ còn mình ngồi cái im re ngồi nghe đó, thành ra nhiều khi họ cứ nói gì họ nói, còn mình nghe thì cứ nghe nghe rồi cái mình tin là mẹ em bà, mình là người lỗ vốn chứ không ai lỗ vốn hết. Tin nó phải có cơ sở đàng hoàng, mà cơ sở đó gì, 84.000 bài pháp của Đức Phật để lại, cái đó mà mới chắc. Còn nghe ai nói gì đó đừng bao giờ tin cả, nghe ai nói rồi mình đem cái đó rồi mình y vô luật coi coi như thế nào, y vô pháp như thế nào, nếu không đúng luật không đúng pháp thì mới bỏ. Thành ra nó có những cái chuyện mà mình phải học tới nơi tới chốn, chứ còn nếu không là mình cứ nghe chỗ này chị kia chuyện này tiếp mình quờ quạng luôn. Nam mô Bụt Thầy giác. Dạ sa thứ sa thứ. Dạ kính tri ân sư. Kính thưa sư, con có câu hỏi regarding cái câu trước. Có rất là nhiều vị sư nhận bà Dipama hay ông Goanka làm thầy sau 5 năm dưới thầy tới độ của mình. Như vậy có được không thưa sư? Dạ kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bà Chư Tôn. Dạ kính thưa sư quý vị. Nếu mà ở đúng hành theo đúng lời Đức Phật dạy ở với thầy tế độ 5 năm, mình ra mình có thể mình làm thầy của mình được, rồi ở đó mà đi theo ông khác làm gì đó. Nên nhớ ông sư đó chỉ có một vị thầy là Đức Phật. Mà bây giờ Đức Phật Niết Bàn rồi, hỏi lấy ai thế ngài 84.000 bài pháp? Bởi vì Đức Phật, chính Đức Phật đã nói với ngài Ananda đó, pháp nào ta đã tiên thuyết, lực nào ta đã chế định cho các ngươi, pháp và lực ấy là thầy của các ngươi khi Như Lai Niết Bàn. Nhớ chuyện đó. Thành đồng sư không có đi đảnh lễ cái người mà không có đại diện cho giáo pháp Đức Phật mà với mình cả. Ông sư đảnh lễ hai, chỉ có hai hàng người được ông sư đảnh lễ rồi, tức là Chư Tăng và Tam Bảo mà thôi. Còn mấy cái khác thì không bao giờ. Như Tăng không xin xỏ, không có hỏi, không thấy gì đó. Nếu học đàng hoàng, nếu mà gì đó học đàng hoàng rồi đó, làm sao gì đó có thể làm được cái chuyện đó. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú sa thú, kính tri ân sư. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú, dạ. Cảm ơn Xích Hạnh Kiểm đã đặt câu hỏi và cảm ơn Xích Tham Ma Kami đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể chat trên màn hình. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn hỏi trực tiếp với ngài, dạ có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi, hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ con chưa thấy câu hỏi và con cũng chưa thấy cái tin nhắn ở trên màn hình. Nguyên Trang kính mời đạo hữu tu học Phật pháp, không biết đạo hữu có câu hỏi không ạ? Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ con chưa thấy ai hết. Nguyên Như có câu hỏi không Nguyên Như? Chị ưu tiên cho mời những người khác. Dạ nãy giờ hình như hết câu hỏi rồi. Dạ không có bàn tay nên Nguyên Trang kính mời Huynh. Dạ nếu mà có bàn tay thì dạ kính mời Huynh đặt câu hỏi nha. Nguyên Trang gửi mic lại cho Huynh nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khà.
Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, quý cô tu nữ, và xin chào quý đạo hữu ở trong rừng. Và xin cảm ơn các anh chị đạo hữu cho biết là tín hiệu tốt. Nhân cái câu hỏi, cái vấn đề mà của cái nick gì Thamma Kami mới vừa nói ra về cái vấn đề là sư dạy rằng là lấy giáo pháp làm thầy. Dạ, lấy giáo pháp làm thầy. Đúng là trong kinh dạy là lấy giáo pháp làm thầy, nhưng mà đâu có nghĩa rằng là giáo pháp đó là nó nằm trên cái trang giấy. Cái giáo pháp đó mình có thể là dựa vô một vị sư nào đó, mình dựa vô một vị thầy nào đó để mà mình học cái giáo pháp đó. Chứ mình đâu có chứ đâu phải là mình phải là chấp cúng vào là phải lấy giáo pháp là những cái tạng kinh, là tạng luật, là tạng vi diệu pháp mà nó ở trên giấy đâu sư. Tại vì trên thực tế mà nói á, thì đâu có ai đâu phải ai cũng có cái tự mình học được đọc tiếng Pali ở trong tạng kinh hay là ở trong Attakatha, chú giải, sớ giải, tika này kia, cho nên là cũng phải nương tựa vào vị thầy của mình chứ. Còn lấy ví dụ như sư có nói rằng là phải dựa vào cái vị tế độ của mình 5 năm đó thưa sư. Như vậy thì cái vấn đề mà lấy giáo pháp làm thầy đó thưa sư, thì có thể là sư giảng kỹ hơn về cái vấn đề này. Con xin gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bổn Sư, dạ kính bạch chư tổ mày, dạ kính thưa chư quý vị. Người cư sĩ đầu tiên không có biết gì cả. Thành ra khi tu thì phải có thầy tế độ. Thì cái vị thầy tế độ trong vòng 5 năm nó phải dạy đầy đủ những cái chuyện mà cái vị tân tỳ kheo này cần phải biết. Cái đó ghi trong luật đàng hoàng. Thành ra khi mà cái vị này sau 5 năm ở thầy tế độ rồi mà là trưởng thành, tức là nghĩa là vị thầy tế độ có thấy học trò mình có khả năng mới cho cái vị này xuất sư được, tức là không cần nâng nhờ thầy tế độ nữa, thì từ kể từ ngày đó thì mới lại lấy giáo pháp làm thầy rồi vậy đó. Tại lúc đầu mình muốn lấy giáo pháp làm thầy cũng được, mình đâu có hiểu gì đâu, lấy giáo pháp làm thầy thì mình học những cái điều đó, sau khi học những cái điều đó xong nữa rồi mình lấy giáo pháp, tức là mình có thể mình dựa vào cái điều ông thầy đầu mình dạy đó, có thể mình đọc vào tạng luật mình hiểu, đọc vào tạng kinh đọc mình mới hiểu được. Mình nhớ chuyện đó chứ không phải là mình nghĩa là vô cái mình ở thầy tế độ 5 năm ra là mình thành tam tạng pháp sư, không có đâu. Đó. Thì ra hỏi mình làm thầy, mình muốn thầy mình là ai, lúc đó thầy vẫn là cái vị thầy đó, nhưng mà mình trong lúc mà mình không ở chung với thầy mình đi ra ngoài thì dùng vô để làm gì, thì phải dựa vào 84.000 bài pháp Đức Phật để lại chứ. Thành ra Đức Phật nói rõ ràng mà. Lúc đó mới có khả năng đọc ghê vô đó. Còn nếu mà không qua 5 năm ở với thầy độ đó, đọc không hiểu gì cả, làm sao hiểu được, có biết đâu đọc đó. Nói cái chuyện mà cái mà để mình nương nhờ đầu tiên đó là phải ba thì mốc khả, tức là giới luật của ông sư. Nghĩa là vô những cái chỗ mà họ cho tu đàng hoàng đó, nghĩa là họ bắt học ngày đêm trong vòng một tháng đầu là phải thuộc cái đó, cho thuộc tụng được, hiểu hết tụng được chứ không phải không đâu. Bởi vì cái đó giống như là cái cây gậy để giúp ông sư có thể là chống đi tới đi lui được. Thành ra khi mà lấy giáo pháp vậy, tức là sau 5 năm, tức là ít nhất là mình học mình hiểu, mình thấy mình đọc tâm tạng kinh điển mình hiểu, đọc lên đề giảng mình hiểu, thì lúc đó mình là lấy giáo pháp làm thầy chứ. Còn tôi mới đầu tiên là mình phải ở với thầy thế độ, phải học cho nó trở thành người trưởng thành cái đó chứ, chứ nếu không mà mình biết cái gì đâu ấy sao đó. Vấn đề là trời nó nằm cho đó. Đó, bởi vì nếu mình không học cho nó tới nơi tới chốn, cái câu mà Đức Phật nó nghe cái điều gì đó phải xem có phù hợp với luật, có phù hợp với pháp không, mà mình đang ngẩn tò te ra rồi chứ đó mà hiểu gì, phải không? Thành ra phải học cái đó cho để cho trưởng thành. Như thế trưởng thành có nghĩa là cái tâm bộ tâm tạng ra bộ nào cũng được, đọc hiểu đàng hoàng. Chứ còn nếu mình không có căn bản của năm đầu tiên, năm năm đầu tiên đó, mình đọc nhiều thứ không hiểu gì đó, nó thật sự đó. Năm năm đầu tiên có những cái mà ông sư cũng
học mình ban đầu mình vô mình thấy mình học không nổi, mình không biết cái gì gì đó, ví dụ như bài học thân pháp tập cái lượng gì phi thông bất thả quý khoa quý ni đi ca này kia dùng rất nhiều chuyện vậy đó, để làm gì, để đọc vô tâm trạng mới hiểu đó. Thì năm đầu học về thì những cái gì mà liên quan tới kinh tạng hay là di gì pháp tạng học rất ít, nhưng mà đầy đủ cái căn bản đó để sau này mình có thể mình đọc vào tạng di pháp mình cũng hiểu được, mình đọc vào cái tạng lực mình cũng hiểu, hay là mình đọc vào cái tạng kinh mình cũng có thể hiểu được đó. Chứ không, nếu không có cái căn bản là thầy tế độ thì mình làm sao mình có khả năng để mình lấy giáo pháp làm thầy được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Đà Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và nguyên như con xin kính lãnh lễ ngài Lữ Tông, con xin kính lãnh lễ ngài Chúa Đức, con xin kính chào thầy kinh và nguyên như con xin kính chào đạo tràng. Và hồi nãy giờ con ngồi dưới đây con nghe các đạo hữu hỏi những câu rất là hay. Bạch ngài, con có một câu hỏi là khi mà mình vào đạo thì mình rất là muốn giúp cho thầy của mình, cho chùa, cho những cái vị mà tu hành theo chánh pháp, mình rất là có cái tâm muốn học hỏi và muốn giúp đỡ. Nhưng mà nếu mà mình không biết luật mà mình làm những cái mà mình nghĩ là mình làm rất là giỏi, rất là hay, nhưng mà thiệt ra đó thì mình phạm rất là nhiều cái điều sai. Mà nếu mà mình đã biết rồi mà mình không có làm nữa, rồi làm sao mà mình nói những bạn đạo của mình để không làm được, bạch sư? Từ vì nếu mình nói không khéo á, là nó sẽ rất là nhiều chuyện xảy ra. Như vậy thì xin sư dạy cho tụi con là có cách nào để mà mình có thể làm cho cái tâm mình nó an được không, bạch sư? Rồi con xin sư dạy cho con là làm cách nào để mà chấn chỉnh cái suy nghĩ trong tâm và cái hành động của mình làm sao để cho nó đúng, bạch sư. Và con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tổ về nhà, kính thưa chư quý vị. Thì cái đầu tiên 5 năm đó mình học để làm gì, để mình lấy cái đó làm căn bản, cái căn bản cho sự suy nghĩ, cho sự làm việc của cái thân này. Nếu mình không có được cái đó thì mình làm sao cái tâm nó cũng không an đó. Bởi vì mình làm thật nhiều hơn là làm trúng. Thành ra cái căn bản đó đó, mấy cái nước mà nó Phật giáo đó, họ tu học rất là kỹ lưỡng đối với những cái người mà ấy, có nhiều vị thôi vô học không nổi đó, là ở thầy tế độ suốt đời. Không thấy chúng tôi gặp nhiều người vậy đó, nghĩa là học không nổi, 31 không thuộc, và ở với thầy tế độ suốt đời, họ đâu có cho, đâu có thả mình ra. Mà mình bỏ đi thì trước sau thì họ cũng bắt quan tục ra. Thành ra đó là cái căn bản để cho cái sự suy nghĩ của mình nó đúng đắn. Đó là cái căn bản để mình có thể mình dựa vào đó để mình làm cho cái cuộc đời mình nó không đi sai lầm giống như từ xưa tới giờ. Thành ra cái người tu nó cực nhất là trong vòng mấy cái năm đầu đó, bởi vì có học rất là nhiều chứ không phải ấy. Học rất là nhiều, học cái đó là để làm cái kim chỉ nam cho sự suy nghĩ của mình, để làm kim chỉ nam cho sự hoạt động của mình, làm kim chỉ nam để cho mình hành những cái pháp nào nên hành trước, những pháp nào nên hành sau, theo thứ tự đàng hoàng. Đó. Quý vị nên nhớ, Đức Phật đối với chúng ta thì có hai chuyện, một là thân giáo, hai khẩu giáo. Cái khẩu giáo ngài là ngài nói những cái pháp, nhưng mà thân giáo là ngài là gì? Chúng ta không bao giờ chúng ta học theo. Cái thân giáo của ngài đó, từ ngày ngài còn là Bồ Tát bước ra khỏi lòng mẹ cho tới cái ngày cuối cùng, ngài đắc đạo quả tới ngày cuối cùng, đầu trần chân đất, đi bộ tới cù xỉ nó ra để bảy niết bàn. Mình đâu học cái thân giáo đâu. Bây giờ nếu quý vị nào vô chùa dòm, ông sư ra khỏi chánh điện là có lọng che, dù che. Thấy rõ ràng, thấy không? Cái thứ hai nữa đó là có những cái điều mà mình cần phải biết để làm gì, để có thể giúp
mình và những bạn đồng quan mạnh có thể đi bước bước tới được. Chứ còn nếu không chưa chắc. Bởi vì có nhiều cái nó rất là nguy hiểm, chứ nó không có dễ dàng giống như mình nghĩ. Đó. Nhiều người chịu không nổi rồi ra học tại sao Đức Phật bắt học nhiều về này kia sùm được đây, bỏ tu không tu nổi. Bởi vì thà không tu nổi bỏ tu còn hơn không tu nổi mà vẫn tiếp tục ở lại để làm mày. Thành ra đầu tiên là phải học những cái như vậy là vậy đấy. Cái thứ nhất, cái thứ hai chúng tôi nói đây rất nhiều lần. Tại có nhiều người cái gì thích hỏi về thiền này kia sùm đó. Nếu mình không học để mình hiểu thực tính pháp là gì, không bao giờ quý vị hành thiền được cả. Quý vị muốn đọc tạng kinh, muốn đọc tạng luật, hay là muốn đọc ngay cả tạng di pháp, quý vị không hiểu thực tính pháp là gì, tức là không học kháng pháp tập cái luận cho nó hiểu rõ ràng, quý vị đọc cái đó của quý vị cũng không hiểu, đọc tạng luật cũng không hiểu. Nó có rất nhiều chuyện vậy đó. Chuyện mà chúng ta thí dụ vậy không? Bây giờ mình viết A-la-hán là mình viết cái gì? Nếu mình nói mình viết cái tâm A-la-hán quả, nó có một sát-na làm sao viết được? Nó có nhiều chuyện vậy đó. Tại đây phải học tán pháp tạo lượng mới biết sát sanh là sát cái gì đó. Mà không có chịu học, mà cứ hở ra là tìm trường thiền thế này nọ không xong, rốt cuộc không có thành công. Thành ra những cái gì nào mà muốn có sự tiến bộ trong giáo pháp Đức Phật nên học trước những cái điều cần phải học, thì sau này mình đi tới đâu mình cũng có thể gặp sự thành công. Còn nếu không, mình sẽ gặp thất bại, từ thất bại này tới thất bại khác. Thành ra cái quan trọng là phải học. Còn những cái tầng tự khác mình không nhìn mình tưởng đâu mình giỏi. Có những cái vị đó, Đức Phật nói câu ngắn ngay, nhưng có những cái gì Ngài nói sao nhiều quá. Ví dụ như Ngài Giá Xả đó, Đức Phật thuyết bài đầu tiên là gì? Nú bột thí ca thả. Đó là tuần tự pháp đó. Bố thí trì giới, quả của bố thí trì giới. Rồi cuối cùng mới là xuất nét khẩm má, tức là xuất ra khỏi những cái đó để có những cái pháp cao tượng hơn. Thấy không? Đức Phật giảng chúng ta rất rõ ràng, mà chúng ta thường chúng ta không có làm theo Đức Phật, chúng ta làm theo đời. Ra gặp ông thiền sư rất nổi tiếng là chẳng có biết thực tính pháp gì, chẳng biết chế định pháp gì, nhào vô hành thiền trước, hỏi hành là hành cái gì. Cái gì cứ nghĩ đi. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính tri ân sư. Dạ, bạch sư, nếu hồi nãy giờ Nguyên Như nghe sư dạy như vậy, thì nếu mà tụi con muốn biết tụi con từng cái lời nói, từng cái hành động, từng cái sự cúng dường của tụi con nó có đúng hay không, thì như vậy là tụi con bắt buộc phải đi học luật rồi bạch sư. Tự vì có những vị sư, những vị chư tăng mà nếu mà họ làm sai thì mình cũng biết được là họ làm sai. Chứ còn nếu mà mình cứ nhắm mắt mình đi theo, giống như nếu mà con là một vị Phật tử mới vừa vô, mới vừa giữ năm giới thôi, thì trong tâm của con á, thì tất cả chư tăng là một cái perfect human being. Có nghĩa là chư vị rất là người đáng tôn sùng, đáng kính. Nhưng mà nếu mà con cứ nhắm mắt con làm theo những cái lời vị đó dạy, mà khi này sau này á, khi mà con học luật rồi con lại không có thấy đúng đó bạch sư. Thì hay là những có tất cả những vị khác học đúng, ngay cả con thấy ngay cả cái vị sư đó nhiều khi họ cũng không biết họ làm sai luôn. Thì như vậy nếu mà tụi con được học luật, được nghiên cứu như vậy á, thì tụi con cũng có cái cơ hội là tụi con giúp những vị tỳ khưu là làm đúng, mà mình cùng nhau học, chứ không có đây không nói là ai đúng ai sai rồi mình quở phạt gì hết. Nếu như vậy là tụi con cũng phải nên học luật trước khi tụi con học di dự pháp luôn, phải không bạch sư? Dạ, con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Kê Tôn. Dạ, kính thưa cho quý vị, thì học luật là học cái căn bản trước, có bao nhiêu chuyện đó. Thường thường bây giờ đó, quý vị lên net, quý vị tìm cái quyển sách mà của Ngài Giác Giới, Ngài viết đó, tức là cư sĩ giới pháp. Cái đó là tóm tắt những cái điều mà cư sĩ cần phải biết, cư sĩ giới pháp đó, cần phải biết để làm những cái chuyện thông thường. Rồi sau đó đó, rồi mình mới học, nghĩa là học cái căn bản của luật. Nhưng mà bên cạnh căn bản luật là phải học tăng pháp để làm gì, để biết hai cái đó, hai cái đó đó nó bổ sung với nhau như thế nào.
để khi mà mình làm cái gì đó mình mới có thể làm đúng được. Còn nếu mình không biết chưa chắc đó. Thành ra cái tóm tắt mà cái luật như mình đã phải học đó, cái căn bản để mình phải có đó. Thành ra Ngài giác giới, Ngài đã làm cái công việc đó là đúng, là Ngài viết cái quyển cư sĩ giới pháp. Quý vị phải đọc cái đó để biết cư sĩ phải làm gì, làm gì, làm gì thì nó mới đúng được. Chứ còn nếu mà mình, nó phải nói chứ mình ra cái mình làm liền chưa chắc, không bao giờ làm trúng đó. Bởi vì nên nhớ đó, Đức Phật mà muốn làm những cái điều đó đó, Ngài phải tốn 20 A Tăng Kỳ để đi hành từ việc nhỏ tới việc lớn, từ việc thô tới việc tế đó. Ngài mới thành công được, chứ còn mình cỡ nào đó. Mà mình cứ nghĩ rằng mình dở tâm tạng ra, mình đọc quyển nào mình cũng hiểu à, xin lỗi, chưa chắc. Thành ra ráng cố gắng mà học những cái này, học đi, học để biết đây nào mình làm đó, mình sẽ biết mình làm việc đó đã trúng hay sai, thì lúc đó nó mới giúp được mình. Chứ còn nếu không á, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm đó. Thật sự ra bây giờ đó, mình nói chuyện rất bình thường đây, bây giờ muốn hành thiền mà mình không học tác hóa tạo lực, mình biết, mình biết cái gì trong kinh nói hay là trong kinh mình đọc, mình thấy à, dở chân biết người này kia. Biết là biết cái gì? Biết cái chân à? Phải không? Mà mình không biết như vậy làm sao mình có thể mình đúng được đó. Hay là mình vô trường thiền ngày mai si, ngài biết phòng xẹp mình niệm, phòng xẹp là niệm cái gì? Thấy rõ ràng không? Nếu mình không học là mình chỉ chết tới bị thương thôi, chứ làm sao sống được đó. Bây giờ dầu phòng xẹp vẫn là tiền quý bà sinh ai như thường, chứ mình đừng vô nói là tiền chỉ thiền đồ. Người nào nói tiền chỉ là không biết gì thiền, chưa học gì về tăng pháp. Rất rõ ràng phải học cái đó rồi. Họ biểu mình niệm phòng xẹp là mình phải biết nhìn cái gì để niệm, chứ không phải là nhìn cái bụng để niệm. Rất là tiểu lầm. Nhìn cái bụng để niệm phòng xẹp. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Đàm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, như con xin kính tri ân những lời dạy của sư. Dạ, con xin kính mời chư vị khác có thể đặt câu hỏi với ngài ạ. Sa thu, sa thu, sa thu. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Cảm ơn Sức Nguyên Như đã đặt câu hỏi. Dạ, con mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia. Con thấy thời gian mình không còn nhiều nữa, chỉ còn có 17 phút nữa thôi ạ. Dạ, con kính mời những bàn tay và những câu chat trên màn hình ạ. Không biết là Huynh tu học Phật Pháp còn câu hỏi nữa không ạ? Dạ, Nguyên Trang kính mời. Dạ. Không thấy. Có. Dạ, Nguyên Trang kính mời ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, con tri ân sư về cái lời dạy vừa rồi ạ. Trong cái vấn đề về cái giáo pháp đó, nó có hai cái là cái giáo pháp mà nó trên cái chế định. Nhưng mà cái giáo pháp còn có nghĩa như hồi nãy sư nói, cái cốt lõi là mình phải làm sao mà mình thấy ra được cái, mình hiểu và mình nhận được cái pháp thực tánh, cái Paramattha Dhamma.
Như vậy thì như sinh sư là có thể trình bày chỉ dạy đó là cái giáo pháp mà trong Tam Tạng thì là ai cũng biết rồi, nó là tràn gian, nó là vô cùng là lớn, có thể rằng là bỏ ra cả bao nhiêu đời mình học cũng chưa chắc là đã hết được cái Tam Tạng như vậy. Như vậy thì cái vấn đề là cái căn bản là nó ở cái khúc nào, và cái căn bản đó là ví dụ như là ở trong tạng kinh thì là mình phải ở cái mức nào, rồi tạng vi diệu pháp, rồi tạng luật, ví dụ như vậy. Rồi sau khi dựa trên cái căn bản đó, tại vì cái cốt yếu vẫn cuối cùng là làm sao mà phải thấy được cái paramattha tham á thì nó mới là cái lợi ích thiết thực nhất, mới thấy được tam tướng đồ vân vân. Như vậy thì xin sư chỉ dạy là như thế nào đó là cái sự căn bản ở trong cái Tam Tạng, mà một cái người Phật tử cư sĩ chẳng hạn, hay là thậm chí là một cái vị xuất gia là nên cần phải có. Dạ, con kính gửi mít cho sư chỉ dạy ạ. Nam mô Bố Thà Giá Kinh Bạch Chư Tổ Hoàng Giả Kinh Thưa Cho Quý Vị. Nên nhớ một điều, nếu mà Đức Phật mà nói thực tính pháp thì không ai hiểu được, Ngài cũng không thể hoằng pháp được. Thành ra Ngài mới dùng chế định pháp để Ngài diễn tả. Thành ra cái chuyện mà Ngài diễn tả đó, gọi là mình gọi là Tam Tạng, là 84.000 bài pháp đó. Cả 84.000 bài pháp mà Ngài diễn giải để vô lỗ tai của người đời đó, nó là chế định pháp. Thành ra bây giờ mình phải học để làm gì? Để mình hiểu cái chế định pháp của Đức Phật mà thiết đó. Chế định pháp nào có 100% là thực tính pháp, chế định pháp nào chỉ có một nửa thực tính pháp, và chế định nào không có thực tính pháp. À, chúng ta thí dụ như cái câu đầu tiên trong cái tham ma sẵn này, kusala tham ma, cái đó là chế định có 100% thực tính pháp, là chữ kusala đó, tức là tâm thiện. Quý vị nếu học kỳ di pháp, quý vị biết tâm thiện nó có bao nhiêu tâm. Đó, 8 tâm đại thiện, 9 tâm thiện sắc giới, với 4 tâm thiện siêu thế, nó có bao nhiêu tâm. Đây, cái đó là chế định những cái đó mà có bao nhiêu thực tính pháp đó. Thấy không? Rồi chứ tham ma là gì? Tham ma là cái số, là tâm sở. Mà tâm sở nó đi với thiện pháp là nó chỉ có bao nhiêu, nếu mà nói thông thường là 38, nhưng tùy theo. Đó. Thành ra cái chữ kusala tham ma đó, nếu mà nói thực tính pháp, tức là các tâm thiện và các tâm sở đi theo nó, thì tâm thiện và tâm sở là thực tính pháp. Nhưng mà kusala tham ma là chế định pháp. Đó. Thấy rõ ràng như vậy mình học mình mới hiểu được, mà hiểu rồi mới áp dụng. Mình nghe ông thiền sư ông nói thở vô dài biết thở vô dài, thở ra dài biết thở ra dài, vô vậy. Thì dựa vào đó để mình coi nó thực tính pháp nó nằm chỗ nào, để biết cái dài ngắn của đó là cái gì. Thì cái dài ngắn của đó là cái gì? Là cái niệm nó quan sát cái hơi thở lâu hay mau, cái niệm nó có nhiều hay ít, mình nhớ chuyện đó. Nếu mà mình không biết, mình nhìn học, mình thấy cái chế định pháp đó, mình không bắt được thực tính pháp là sao mình hành. Thấy không? Đó. Thành ra mình muốn hiểu tâm tạng là mình phải học để phân biệt cái nào là chế định pháp có thực tính pháp, cái nào chế định mà chỉ có một nửa thực tính pháp, và cái nào chế định không có thực tính pháp. Bởi vì khi mà mình dùng hàng ngày đó, mình dùng vừa cả chế định pháp và thực tính pháp. Ví dụ như mình nói tôi thấy cái hoa, thì tôi thấy cái hoa thì tôi là gì? Là chế định không có thực tính pháp. Mà thấy là cái gì thấy? Nó bao nhiêu chuyện đó, thành ra mình phải biết cái đó. Thành ra khi mình làm thì mình dùng cái đó áp dụng để mình thấy được thực tính pháp. Đó. Mà thường thường dù rằng mình thấy thực tính pháp, nhưng mà khi mình trình pháp với ông thầy sư, mình vẫn dùng chế định pháp, chứ mình không thể dùng thực tính pháp để trình cho ông sư. Nhưng mà ông sư ông nghe cái chế định pháp của mình trình là ông biết mình thấy cái thực tính pháp là gì. Thấy không? Thành ra cái học để moi móc trong cái 84.000 bài pháp đó, có bao nhiêu thực tính pháp qua những cái chế định đó. Mà nếu mình chưa hiểu được tới cái đó thì khỏi hành vậy. Thì nhà nằm ngủ khỏe hơn. Nam mô Bố Thầy.
Dạ, con kính tri ân sư Nam Mô Bụt Thầy ạ, Nam Mô Tham Mai ạ, Nam Mô Sang Khai ạ. Kính thưa sư, con có một câu hỏi cuối cùng. Bạch sư, cái giới mà không có sex, giới mà ăn thịt đó sư, nhiều người lại thích là ủng hộ sự ăn chay, rồi ăn thịt. Con biết Đức Phật đã không có cấm chế cái việc ăn thịt, nhưng mà... Theo nhiều người thì người ta nói nếu mà mình ăn thịt thì mình lại ủng hộ cho sự giết chóc, sát hại cho chúng sanh. Mà nếu mà mình có được một cái choice, có được một cái sự lựa chọn thì mình có nên lựa chọn vào cái việc ăn chay. Ví dụ như có những cái chuồng thiền, mình lựa chọn, mình encourage việc ăn chay để cho nó vừa khỏe cho sức khỏe, mà thiền nó cũng tốt hơn. Và đỡ cho cái sự ủng hộ cho cái sự giết hại những cái chúng sanh. Theo sư thì sư nghĩ như thế nào về việc ăn thịt và ăn chay? Dạ, kính cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Địa Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Ông sư là có gì là quốc cái nấy, chứ không có thịt chay gì đó. Khi mình nói tới thịt chay, mình nói là mình ăn người ta mới giết rồi này kia, xong nói đó là nói tào lao nhất. Bây giờ thế giới này tất cả mọi người đều ra tìm mấy cái cây kê ăn hết á. Ngay các quý vị hỏi đó, sống được bao lâu, trăm tuổi có chết không, phải không? Mình nói gì kêu phải nói gì, nói cho nó chứng tỏ là mình có trí tuệ, chứ đừng có nói gì mà nó tào lao đó ha. Con người ta sanh ra là phải chết, con gà nó sanh ra thì phải chết, nhưng mà không phải tại vì mình ăn mặn con gà nó mới chết. Mình hiểu cái chuyện đó. Cái nào mà mình cảm thấy rằng có thể giúp được á, thì mình giúp để làm gì? Để tránh bớt cái sự phạm giới của mình, tức là giới sát sanh. Mình đi ra ngoài chợ mình thấy cá chết mình mua, mà có người nói tại mua nó mới chết, nó phải học cho đúng mức để đời sống hàng ngày của mình nó mới thoải mái. Đừng nghe gì người ta nói rồi cái cho người ta túng cái này cái nọ ha. Nó không có đúng gì hết á. Nghĩa là ăn một cách tự nhiên. Ngay cả ông sư đây à, vẫn phải ăn chay như thường. Là tại sao? Trong những trường hợp đó là mình ăn mặn không được. Thí dụ mình đi quán gì sát chết, thì mình ăn mặn nó có mùi hôi. Cái mùi hôi đó có thể là con ngà quỷ nào nó ở kế cái xác đó, nó thích cái mùi hôi đó là nó giật mà liền. Thành ra phải ăn chay. Mà ăn chay phải biết có những loại đậu phộng cũng không được ăn nữa, chứ đừng nói là cho mình người có mùi hôi thì mình chạy. Thành ra cái chuyện tai mặn nó tùy theo điều kiện, chứ đừng có nói nó bậy nó bạ không có nên. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa đu sa đu sa đu. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, sa thú bạch sư. Nếu mà như vậy đó sư, thì nếu mà người ta cúng cái gì thì mình cũng ăn. Nhưng mà mình cũng có quyền nói là mình không có thích ăn thịt bạch sư. Tụi con thấy ông xã con có hỏi một câu mà con cũng kính hỏi sư, con không biết trả lời làm sao. Thí dụ như một vị đi dâng rượu cho một ông sư, xong rồi cái ông sư nói là tự gì á, ai cúng gì tôi ăn đấy, rồi ông sư uống rượu đâu có được bạch sư. Dạ con xin dâng mít để con có thể trả lời cho ông xã con ạ. Dạ con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó là tùy theo cái điều kiện của cái người nhận cái đó, chứ không phải không. Xin lỗi gì đọc cái hoa đi. Mình thưa với quý vị đó, nó tùy theo có điều kiện. Họ dân, ông sư ân ý người ta dân á, mà ông sư nói này nó lại không nhận lại cũng được. Chúng tôi lấy thí dụ từ cái bản thân chúng tôi. Hồi xưa chúng tôi đi từ Bình, hồi mới qua đó, chưa học được nhiều, chưa biết. Hồi dân cái đó, ăn xong nó chỉ có món đó,
thì có ông sư già ở kế bên phòng, ông thấy vậy mới ông để mỗi lần chúng tôi đi từ bệnh về chưa kịp ăn rồi vừa bài ra thì thấy ông đi tới lui mà không biết tại sao. Ông quan sát hai ba lần vậy ông mới kêu qua phòng, nói tôi khuyên cái này nói đừng buồn, cái gì người ta bỏ vô mình bát mình thì cứ nhận, nhưng mà về mình phải để coi đó mình ăn được hay không, cái đó ăn vô lỡ bị này đi nọ đó thì mình lấy cái muỗng hay cái đũa mình bóng cái đó để mình cho vô miệng cái thôi, tức là gãy như mình ăn, chứ không phải là ăn là bỏ vô miệng hết rồi nhai. Nó thành ra mình biết những cái đó để mình tránh, chứ không phải người ta cho gì ăn đấy. Bởi vì khi mà mình ăn cái kiểu đó, giống như chúng tôi là bị gần bá thở mấy ngày đi từ mình ấy, bữa nào bị vậy, thành ra mình phải biết để cách để mình loại nó ra. Đó. Hay là mình trong tuần đó mình nguyện đi quán xác chết mà họ dâng một số điều đó, mình cũng chỉ nếm thôi chứ không mình không ăn thì không được. Đó. Mình chỉ nếm đi rồi cái mình để đó cho học trò nó lấy nó đi, hay là mình cho những con vật trong chùa ăn cũng được. Nhưng mà mình đừng có bao giờ mà mình cứ quá làm cái gì quá cũng không có được hết á. Thành ra nếu mà nói là tại mình ăn chay mới giết cũng trật, mình không ăn chay nó cũng chết. Cái thứ hai nếu mà nói do gì ăn đấy cũng chết, bởi vì có những làm cơ thể mình diễn phản ứng đó, chứ không phải không. Thành ra đời sống của ông sư rất là khó khăn, chứ không phải vậy. Biết từng cách để mình làm để sao để cho những cái người ta để bát cho mình, người ta cũng không có thắc mắc, mà những cái người mà người ta ở bên cạnh mình, người ta thấy mình cũng biết cách thì người ta sẽ xả thú với mình, chứ không có gì đó. Chứ không phải là cho gì ăn đấy, ăn nhiều cái món mà mình vô bị dẫn, hay là mình uống loại thuốc gì mà nó kỳ cái loại thuốc đó rồi mình ăn vô mình cũng chết như thường. Chứ đừng có nói không vậy đấy á. Thành ra ông sư tùy theo đạo kiện, có thể ăn chay có thể ăn mặn, tùy theo cái điều kiện của ông sư lúc đó. Ông sư mà đi vô xác mà quán mà ăn mà không biết đang không biết cách cử á, thế nào anh mấy anh nhà quỷ cũng vô say hello à, để cái mùi hôi của cái thân mình nó tốt ra nó, chứ đâu phải bộ mình tưởng mình ăn vô rồi người mình không có ăn nhầm vậy đó, vẫn bị vết thương chứ. Anh đâu phải biết ăn cũng phải biết cách, cái làm gì cũng phải biết đó, thì nó mới giúp được mình đó. Chứ còn nếu không rất là khó. Đó là những kinh nghiệm chúng tôi kể cho quý vị nghe, một số cái câu hỏi chúng tôi trả lời nó không có to đáng, nhưng mà hẹn quý vị từng tới đi, quý vị nào muốn lấy vô sớm sớm hỏi thì có nhiều thì giờ phân tách hơn, giờ cũng sắp hết giờ rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tổ Huệ Giả Kinh Người Chư Nam Quyền Nữ Đồng Đạo Tràng. Tất cả phước báo nào phát sanh cho pháp tội trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành, để tất cả chư tôn hàng giả cùng các sinh nam sinh nữ trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngũ ngập nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, Nam mô Rất Tà Nát Tà Giá Xạ. Có một cái vị sư trong chùa trong ấy này nhờ quý vị đã tụng kinh cho. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi hoan hỷ dành thời gian quý báu của Ngài đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con thời pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, chúng con kính tri ân Ngài. Dạ, sau đây con xin sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Sau đó con kính thỉnh sư Tuệ Đức có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Uttamange na vande hang pa da bang sung varuttamang putheyo khalito doso putho kamatutang mamang Uttamange na vande hang thammang chaduvitam varang thammeyo khalito doso Thammo kamatutang mamang Uttamange na vandehang Sankhan chaduvitottamang Sankheyo kalito doso Sankho kamatutang mamang
Dạ, con kính thỉnh sư Tệ Đức có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, con kính nhân mít lại cho sư. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con không biết sư Tuệ Đức có trước máy không ạ? À? Dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư ạ. À. Dạ, con kính dâng mít lại cho sư có thể chúc phúc cho đạo tràng ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con nghĩ chắc sư Tuệ Đức không có trước máy. Dạ, sau đây con xin kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng à sau khi thính pháp. Ya deva ta san ti vihara wa sini thu be kare po thi kare ta hen ta hen ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting karon te tha vihara mandale Thế ra cha mắt cha na vát ca, cha phết ca vô sa ra mi ca đa na bát ti u pa sa ca. Gà ma cha đệ sa ni gà ma cha ít sa ra sắp ba na phu ta su khi ta phân tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha hu ba ba ti ca. Niyani kam tham ma warang patichate sabbe bidukha sakarontu sankhayang. Thatu chirang satang thammo thamma thamra chabukkala sankho ho tu samakko wa attha yaja hita yaja amhe rakkata sakthammo. Sabbe bi thamma charino wo tin samba puneya ma thamma riyappa we dehite. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Liễu Tông và con kính tri ân toàn thể quý sư và quý cô tu nữ đã đến với đạo tràng. Kính cảm ơn quý cô chú đã tham gia thời pháp thoại ngày hôm nay ạ. Và con kính mời đạo tràng trở lại Zoom vào ngày mai như thường lệ vào lúc 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ, con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành ạ. À. Dạ, con kính tạm biệt đạo tràng, kính gặp đạo tràng vào ngày mai ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. À. Chúc đạo tràng an vui trong mùa lễ ạ. À.